Hello mọi người, team của tụi tôi đã comeback đây. Loanh quanh hoài mấy cái bộ phim hiện đại riết cũng chán ha. Hay là hôm nay tụi mình đi về những ngày xưa cũ, một bộ phim xưa cũ của năm 1997. Trong lúc làm Vinland Saga thì mình đọc được comment các bạn yêu cầu bộ episode này cũng nhiều. Cho nên là hôm nay sẽ là nội dung của bộ phim đó. Đã ra bu buổi là mau rồi chứ gì. Giờ thì vô nè. Tập 1. Tập 1 quán bar nằm trong thị trấn cũ nét. Những con người ở nơi đó cứ bàn tán xôn xao về việc cuộc sống trở nên tồi tệ từ khi Prefect trở thành vị vua mới. Những binh lính dưới trướng hắn ta cậy quyền ức hiếp dân lành. Bọn chúng tàn ác đến mức là chẳng có một ai dám đả động gì tới, mặc dù trước mắt là một chuyện xấu xa đáng kinh tởm. Trong cái xã hội mà kẻ mạnh nắm hết quyền hành trong tay thì người dân chẳng khác nào những con cá nằm trên thớt. Nhưng rồi, đám binh lính cứ lần lượt bị hạ bởi sức mạnh của một người đàn ông vô cùng lực lưỡng mang trên mình cái biệt danh Hắc Kiếm Sĩ. Không phải thằng hai kiếm kia đâu nghe. Anh ta giết kẻ thù bằng một thanh kiếm to lớn hơn cơ thể của mình, và tôi tin chắc rằng đó là món vũ khí có thể khiến gã vua Riffith phải dè chừng. Tin tức về Hắc Kiếm Sĩ lan rộng ra khắp cả thị trấn, khiến tổng trưởng e sợ và buộc phải ban bố lệnh truy sát. Lý do khiến Hắc Kiếm Sĩ đứng lên chống lại nhà vua có lẽ là do dấu ấn được khắc in trên cơ thể của mình. Chừng nào còn sở hữu dấu ấn đó, nỗi thống khổ sẽ mãi mãi ám ảnh anh ta cho tới lúc chết. Được nghe kể về Hắc Kiếm Sĩ thông qua lời của tổng trưởng, lãnh chúa trong vùng cảm thấy rất hứng thú và muốn chuẩn bị cho người đàn ông gan dạ này một lễ hội chết chóc. Rất nhiều binh lính dưới sự chỉ huy của lãnh chúa càng quét vào thị trấn giết sạch hết toàn bộ người dân trong vùng, và tổng trưởng của thị trấn ấy cũng không thoát khỏi số kiếp của địa ngục. Quả nhiên cuộc tàn sát đẫm máu đã thu hút được sự chú ý của Hắc Kiếm Sĩ. Một mình anh ta xuất hiện đối đầu với cả đàn quân mà không hề tỏ ra một chút e sợ. Để đàn áp Hắc Kiếm Sĩ, tên lãnh chúa chỉ còn biết là tự mình xung phong ra trận. Lãnh chúa hoàn toàn áp đảo Hắc Kiếm Sĩ về mặt sức mạnh, bởi vì suy cho cùng hắn ta không phải là con người bình thường mà là một con quái vật có hình hài của rắn hổ mang chúa. Lãnh chúa nào biết rằng Hắc Kiếm Sĩ vẫn còn đó một con át chủ bài. Khẩu pháo được trang bị trên cánh tay trái của anh ta đã làm cho gã quái vật bị đẩy lùi trong một khoảng thời gian ngắn, và tất nhiên, Hắc Kiếm Sĩ sẽ không bỏ lỡ thời cơ đó để hạ gục kẻ thù dưới lưỡi kiếm ngoài cỡ của mình. Tập 2. Để biết được diễn biến tiếp theo thì chúng ta cùng nhau quay trở về lúc mà mọi chuyện bắt đầu nhé. Rất lâu về trước, Hắc Kiếm Sĩ chỉ là một cậu nhóc tham gia vào quân đội đánh thuê của triều đình để kiếm miếng ăn qua ngày. Sức mạnh chiến đấu tràn trề và sự liều lĩnh của tuổi trẻ đã giúp cho anh ta lập được nhiều chiến công hiển hách trên trận mạc. Tài năng của Hắc Kiếm Sĩ khi ấy đã được thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hầu chú ý đến. Trong lúc lang thang trên đường, Hắc Kiếm Sĩ bị một nhóm người của lữ đoàn Diều Hầu chọn làm mục tiêu vì túi tiền mà anh ta vừa kiếm được sau trận chiến. Hơn hết nữa, thủ lĩnh của nhóm đánh thuê này không ai khác chính là Prefect. Dẫn đầu đoàn cướp bóc đó là Kukert, một gã rất chi là ngạo mạn. Mặc dù đã được cô nàng Kashka cảnh báo rằng hắn sẽ chết nếu kiếm chuyện với tay kiếm sĩ trẻ tuổi. Sự tự cao của nhóm Kukert nhanh chóng khiến cho bọn họ phải trả giá đắt khi mà từng người tiếp cận Hắc Kiếm Sĩ đều bị giết chết không thương tiếc. Cảm thấy không ổn, Riffith liền cử Kashka ra trận tránh để cho binh lính dưới trướng bị tàn sát hết. Vậy mà trúng một mũi tên của cô nàng Tomboy, sức chiến đấu của Hắc Kiếm Sĩ vẫn chẳng khác gì một con trâu nước. Nhận ra những chiến binh dưới trướng không có cửa thắng, Riffith đành phải đích thân xuất chinh hòng ngăn cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện chỉ trong vòng một chiêu, Bạch Mã Hoàng Tử đã nhanh chóng khiến cho Hắc Kiếm Sĩ đo sàng. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài, chàng chiến binh trẻ thấy mình được đưa vào nghỉ dưỡng trong doanh trại của lữ đoàn Diều Hầu. Kashka rất tức giận Hắc Kiếm Sĩ bởi vì phải sưởi ấm cho anh ta trong lúc bị trọng thương. Nhưng điều khiến cô ấy căm hận hơn hết là do sự xuất hiện của chàng chiến binh trẻ, khiến Riffith chỉ coi Kashka là một người phụ nữ không hơn không kém. Bạch Mã Hoàng Tử nói rằng muốn thu nạp Hắc Kiếm Sĩ về dưới trướng khi thấy tài năng chiến đấu và sự dũng cảm của anh ta trên chiến trường. Chàng chiến binh trẻ ngay lập tức cự tuyệt lời mời đó và đề nghị chiến đấu thêm một trận. Nếu Riffith giành chiến thắng thì cuộc đời của Hắc Kiếm Sĩ sẽ do anh ta toàn quyền quyết định. Tập 3. Kết quả của trận đấu vẫn không khác gì lần chạm mặt trước. Riffith hoàn toàn áp đảo thế trận bằng kiếm thuật điêu luyện của mình. Tuy nhiên Hắc Kiếm Sĩ còn có những kỹ năng nằm ngoài phạm vi của kiếm thuật. Chính sự bất ngờ và ý chí kiên định đó đã giúp cho anh ta thành công, khiến Riffith lần đầu phải đổ máu trong một trận chiến tay đôi. Chút lợi thế đó không làm trận đấu xoay chuyển cục diện được. Cuối cùng, Riffith vẫn là người giành chiến thắng chung cuộc. Và như những gì đã nói thì giờ đây Hắc Kiếm Sĩ chính thức trở thành một chiến binh của lữ đoàn Diều Hầu. Ganh tị sự ngưỡng mộ thủ lĩnh dành cho Hắc Kiếm Sĩ,
Tối hôm đó, Kokot triệu tập một vài người lính có cùng ý định với gã ta lập nên một kế hoạch ám sát ngay bên trong doanh trại. Cũng may Katka đã nhận ra và kịp thời ngăn cản mưu đồ đen tối của Kokot, chứ cứ khư khư bước vào căn lều của Hắc Kiếm Sĩ thì e rằng cái mạng thối của gã lẽ ra đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Trận chiến đầu tiên của Hắc Kiếm Sĩ sau khi gia nhập lữ đoàn Diều Hâu là tấn công và đốt kho dự trữ quân lương của kẻ địch. Trong lần xuất chinh này, anh ta được giao nhiệm vụ bọc hậu và bảo vệ cho đồng đội sau khi kho quân lương đã bị thiêu rụi. Tính bất ngờ trong chiến thuật Griffith vạch ra là không thể bàn cãi. Binh lính bảo vệ phía địch nhanh chóng vỡ trận. Toàn bộ lương thực dự trữ của bọn chúng bị đốt cháy trong vòng ít phút lữ đoàn Diều Hâu tấn công. Cùng lúc đó, Hắc Kiếm Sĩ với sức mạnh phi thường một mình ngăn cản cả đội quân tiếp viện cho đồng đội rút lui. Nhận thấy chiến binh tinh anh vẫn chưa trở về, Griffith liền đích thân quay trở lại chiến trận trợ giúp cho anh ta. Chiến thắng huy hoàng trong ngày đầu ra trận giúp cho Gus nhận được sự tin cậy của rất nhiều đồng đội. Không chỉ có thế, anh ta còn là người đầu tiên mà Griffith tin tưởng bằng tất cả tấm lòng. Tập 4. Hiện tại dù đã trở thành một trong những thành viên của lữ đoàn Diều Hâu, nhưng Gus vẫn chỉ chiến đấu dựa trên mệnh lệnh của Griffith, chứ đó chẳng phải thứ mà bản thân anh ta thật sự mong muốn. Đó là Griffith thì khác. Thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu coi trọng Hắc Kiếm Sĩ như một người bạn kề vai sát cánh, tuy chỉ mới vừa gặp nhau vỏn vẹn có vài ngày. Trong lúc cùng tắm rửa với nhau, Rivet Jacket nhìn thấy viên đá Perhalix mà anh ta đeo trên cổ. Thủ lĩnh còn tiết lộ rằng ý nghĩa của viên đá nói lên chủ nhân của nó sẽ thống trị thế giới vào một ngày không xa. Trận chiến tiếp theo của lữ đoàn Diều Hâu diễn ra không lâu sau đó. Trước lúc chạm trán với kẻ thù, tâm trí của Kurt lại bâng quơ hồi tưởng về quá khứ khi anh ta còn nhỏ. Hắc Kiếm Sĩ không hề có bố mẹ, vợ của Campino là Shizu đã tìm được anh ta trong bụng của một xác chết. Bẵng đi một thời gian sau, đột nhiên Shizu qua đời, nên là mọi người trong đoàn đánh thuê của Campino cho rằng Kurt là người mang đến những điều xui rủi. Mặc kệ những lời đồn đại, Campino vẫn nuôi nấng Hắc Kiếm Sĩ và đào tạo anh ta thành công cụ để kiếm tiền cho bản thân. Một ngày nọ, trong một trận đánh, vì trúng đạn pháo của kẻ thù nên là Campino đã vĩnh viễn mất đi khả năng chiến đấu. Vào lúc đó, trong đầu của gã đánh thuê nảy lên ý nghĩa rằng chính Kurt là nguồn cơn gây nên mọi chuyện tồi tệ. Tối hôm ấy, trong cơn tuyệt vọng, Campino đã tìm đến căn lều của Kurt để giết chết anh ta. Bối rối và sợ hãi, Hắc Kiếm Sĩ đã vô tình giết chết người có công nuôi dưỡng mình. Vụ việc nhanh chóng bị những người đồng đội của Campino nhìn thấy. Họ bắt đầu đuổi theo truy sát và cho rằng Kurt là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Trúng một mũi tên trong lúc bỏ chạy, Hắc Kiếm Sĩ ngã gục và rơi xuống vách núi. Tỉnh lại sau cơn hôn mê, Kurt nhận ra bản thân vẫn chưa chết. Từ đó cho đến nay, Hắc Kiếm Sĩ luôn tự hỏi bản thân rằng lý do thượng đế cứu sống anh ta trong đêm định mệnh là vì mục đích gì. Chiến tranh giữa Midland và Turo đã diễn ra suốt 100 năm qua. Sau 3 năm, Kurt gia nhập vào lữ đoàn Diều Hâu. Họ đã vươn mình từ một nhóm lính đánh thuê thành một thế lực cùng sát cánh chiến đấu với Midland và được nhà vua hoàn toàn tin tưởng. Tầm năm, với khả năng chiến đấu chỉ thua mỗi thủ lĩnh, Kurt hiện giờ đã được Griffith thăng chức thành một đội trưởng. Tuy vậy, những hành động tự ý làm trái mệnh lệnh của anh ta trên chiến trường luôn làm cho Katka cảm thấy rất khó chịu. Sự oán hận của Katka đổ lên Hắc Kiếm Sĩ không hề có điểm dừng, bởi vì người mà cô ấy kính trọng nhất là Griffith lúc nào cũng bỏ qua lỗi lầm, thậm chí còn khen ngợi Kurt hết lời. Nhờ lập được chiến công lớn, Griffith được nhà vua ban cho danh hiệu hiệp sĩ cao quý. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến cho quân đội chính quy trong triều rất đố kỵ, vì trong mắt chúng, lữ đoàn Diều Hâu chỉ là một lũ dân đen tầm thường. Song song với danh hiệu được phong, nhà vua ban hành lệnh Griffith bắt đầu tiến quân đánh vào vùng lãnh địa của Tudor. Cánh quân do Kurt và Katka dẫn đầu tả xung hổ độc, đánh đến đâu địch ngã như rạ tới đó, mở đường cho thủ lĩnh xông thẳng vào pháo đài. Trong một thoáng, Kurt nhận ra nơi mà bọn họ đánh chiếm là một cái bẫy của quân địch. Lại một lần nữa, Hắc Kiếm Sĩ mặc kệ mệnh lệnh, tự ý hành động để cảnh báo cho toàn quân nguy hiểm đang rập rình. Sự phát hiện kịp thời của Gus đã giúp cho các chiến binh của lữ đoàn Diều Hâu tránh được một tổn thất nặng nề về quân số. Đây cũng là lần đầu tiên Hắc Kiếm Sĩ nhận được lời cảm ơn của Katka kể từ khi gia nhập lữ đoàn. Chiến thắng toàn diện mà lữ đoàn Diều Hâu liên tiếp giành được càng củng cố thêm lòng tin của nhà vua. Những cuộc chiến quan trọng kể từ giờ phút này hoàn toàn do Griffith đảm nhiệm. Tuyên bố đó của nhà vua chẳng khác nào là một sự sỉ nhục không thể rửa đối với chủ tướng quân đội chính quy. Tập 6. Lữ đoàn Diều Hâu còn có một biệt danh khác là lưỡi hái tàn bạo của chiến trường, và họ chưa từng thất bại trong một trận chiến nào kể từ khi nổi dậy cho đến giờ. Thế nhưng hôm nay chính là ngày lữ đoàn nhận tổn thất nặng nề nhất, cũng là ngày Gus được cho biết về số mệnh khủng khiếp của mình. Trên chiến trường, các chiến binh thường đồng đại nhau về một gã chiến binh đánh thuê có tên là George Bất Tử. Một mình hắn có thể giết đến hàng ngàn tinh địch trong một trận chiến, nhưng cái khiến người ta sợ hãi là đôi khi hắn ta trở lại sau khi được thông báo đã bị giết chết. Rất nhiều đội viên do Kurt cử đi vào bên trong thành trì của địch mà vẫn chưa thấy quay trở lại.
Mong muốn bảo vệ bọn họ, Hắc Kim Sĩ liền tiến sâu vào bên trong và kinh hoàng khi chứng kiến tất cả đội viên đều đã bị giết chết. Sâu bên trong lâu đài, Kurt nhìn thấy một gã chiến binh với ngoại hình vạm vỡ. Hiển nhiên sức mạnh của Hắc Kim Sĩ hoàn toàn không có cửa với hắn ta. Dùng hết tập trung vào mũi kiếm, Kurt khó khăn lắm mới có thể làm cho gã chiến binh bị thương. Tồi tệ thay, nỗi đau ấy chỉ làm cho hắn ta càng thêm hưng phấn tột độ. Để chiến đấu nghiêm túc, gã chiến binh ngoài cỡ đã để lộ bản chất thật là một con quái vật rồi dần cho Hắc Kim Sĩ một trận ra bả. Quân tiếp viện dưới sự chủ huy của Riffith bất ngờ có mặt trong lúc éo le nhất, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi tình thế được là bao. Sự sụp đổ của lữ đoàn Diều Hâu đang đứng trên bờ vực mong manh. Nếu không nhờ có vương mầm Riffith đang đeo trên cổ thì sự tồn tại của họ đã bị xóa sổ khỏi bộ phim như cái nhân tố tóc đỏ nào đó ăn cái bánh donut rồi. Nhìn thấy Perhelic Hồng Thánh thủ tên quái vật quyết định là tha mạng cho Kurt và Riffith. Trước khi rời đi, hắn ta còn để lại một lời khuyên rằng khi tham vọng của Riffith bị sụp đổ, Kurt sẽ phải đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi nếu hai người thật sự trở thành bạn bè. Tập 7. Trận chiến vừa rồi tuy tổn thất rất nặng nề nhưng mà việc chiếm được tòa thành đã giúp cho uy tín của lữ đoàn Diều Hâu vươn cao hơn bao giờ hết. Nhà vua không trách thất bại của bọn họ mà ngược lại còn dự định là ban cho Riffith danh hiệu quý tộc. Trong triều đình, bên cạnh những kẻ coi khinh Riffith thì cũng có những người đánh giá cao anh ta với vai trò lãnh đạo xuất sắc. Mặt khác, vì muốn đảm bảo vị thế trong tương lai nên họ tìm đến thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu để tìm cách kết thân. Sự gắn kết giữa Riffith và Kurt đã trở nên gắn bó hơn rất nhiều kể từ sau lần lụng độ với George Bất Tử. Điều này khiến cho những mối lo của Casca cứ thế tăng dần theo thời gian, vì từ khi Hắc Kiếm Sĩ xuất hiện thì tình cảm giữa cô ấy với thủ lĩnh bị phai mờ một cách rõ rệt. Khi cả hai đang trò chuyện thì nhà vua bất ngờ xuất hiện và nói rằng bản thân đã không còn tín nhiệm việc chiến đấu cho quân đội hoàng gia nữa, mà giờ đây ông ấy đã đặt toàn bộ lòng tin của mình vào Diều Hâu đoàn. Được nhà vua kính nể hết mực khiến cho Riffith nhận ra tầm ảnh hưởng và thanh thế của bản thân trong triều đình là điều không thể chối cãi. Những lời nói đó vô tình trở thành động cơ thúc đẩy giấc mơ thống trị thế giới của anh ta bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Đêm hôm đó, Kurt cuối cùng đã tìm ra hoài bão mà bản thân muốn thực hiện suốt bấy lâu nay. Anh ta quyết định là kể từ giờ sẽ trở thành thanh kiếm để chiến đấu cho giấc mơ thống trị của Riffith. Sự hòa hợp của hai con người tài giỏi nhất rồi sẽ khiến lữ đoàn Diều Hâu trở thành một đội quân không thể nào có thể đánh bại được. Người sẽ phải đối mặt với cơn sóng dữ đó là tên chủ huy từng bày mưu sát hại Riffith trong một trận đấu gần đây. Tập 8. Mấu chốt để đánh sập một tòa thành kiên cố là tính chiến thuật bất ngờ. Trong lúc tên chỉ huy Thoreau ngạo mạn rằng không có một ai dám tấn công vào nơi hắn ta đang chấn giữ thì bên phía lữ đoàn Diều Hâu đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế cho cuộc đổ bộ của mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ đủ cũng là lúc lữ đoàn Diều Hâu ra tay hành động. Đầu tiên để đánh lạc hướng kẻ địch, Riffith và cánh quân chủ lực liên tục phô trương thanh thế ở cổng chính hòng thu hút xạ thủ của tòa thành dồn về một phía. Trong lúc đó, Kurt cùng những kỵ sĩ ưu tú sẽ giả dạng thành quân của Thoreau đột nhập vào cổng sau rồi quẩy hết mình bên trong lòng địch. Khi kẻ thù không còn kiểm soát được thế trận nữa, Hắc Kim Sĩ sẽ ngay lập tức ra tín hiệu cho quân cánh chủ lực chen vào cổng trước. Thế công kim mà lữ đoàn Diều Hâu tạo ra chặn hết mọi đường rút binh của Thoreau. Hơn hết nữa, sự đồng điệu trong khả năng chiến đấu của Kurt và Riffith càng quét đối thủ như một cơn bão cấp thảm họa. Sự ngạo mạn ban đầu của tên chỉ huy Thoreau giờ đã chuyển sang thành sợ hãi tột độ. Thân mang trọng trách nước nhà, thế nhưng hắn ta chẳng khác gì một tên hèn bỏ chạy khỏi cuộc chiến mặc cho binh lính dưới trướng vẫn đang kiên quyết chống trả. Chiến thắng của lữ đoàn Diều Hâu giúp Midland lần đầu tiên đặt một chân vào lãnh thổ của Thoreau, tạo ra tiền đề thống nhất toàn lục địa. Như lời hứa, nhà vua đã ban cho Riffith danh hiệu bá tước cao quý. Với danh phận quý tộc được ban, nói không ngoa, thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu hiện tại đã chính thức trở thành hạt giống có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế Midland. Lo sợ quyền thừa kế ngai vàng bị cướp mất, tướng quân Julius rất tức giận. Lợi dụng sự kiện đó, một tên quan chức trong triều liền xúi dạy ông ta tìm cách ám sát Riffith bằng một mũi tên có tẩm chất độc. Tập 9. Một buổi đi săn do triều đình tổ chức cho các quý tộc được diễn ra và người hộ tống bọn họ chính là lữ đoàn Diều Hâu. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để Julius có thể loại bỏ cái gai trong mắt của mình. Cuộc đi săn diễn ra rất êm đềm cho đến khi ngựa của công chúa bị một con heo rừng dọa chạy mất đi. Đảm nhiệm vị trí bảo hộ hoàng tộc, Riffith nhanh chóng đuổi theo hãm con ngựa lại để bảo vệ công chúa, nhưng chính việc đó khiến cho anh ta bị cách ly với những người đồng đội. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm của một Julius ngay tức khắc ra lệnh cho xạ thủ vào bám theo rồi ám sát thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hâu. Chúng mũi tên được tẩm độc từ cái cây đậu Calagrai vào giữa ngực thì cánh cửa sống sót của Riffith coi như là đã khép lại. Tuy vậy, điều gì đó đã cứu sống thần kỳ anh ta nhờ vào vương mầm đeo trên cổ. Hơn nữa, Riffith có lẽ đã nhận ra kẻ chủ mưu đứng sau việc này khi nhìn thấy Julius lảng vảng gần khu vực đó.
Trong khi rủi có cái may, vụ ám sát thất bại vô tình làm cho uy tín của lữ đoàn Diều Hâu càng được coi trọng, vì mọi người trong triều đều nghĩ rằng anh ta bất chấp tính mạng của bản thân để bảo vệ an toàn cho công chúa Charlotte. Qua những thông tin tình báo, Rivet hoàn toàn nắm thóp được kẻ đứng đằng sau vụ ám sát bất thành. Chính vì thế, thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hâu rất gấp rút triệu tập Gert và giao cho anh ta một nhiệm vụ tối mật, đó chính là bằng mọi giá phải ám sát được Julius. Tập 10. Tối đó theo mệnh lệnh, Gert tìm đến lâu đài của Julius để chờ cơ hội ra tay và thấy hắn ta đang huấn luyện chiến đấu cho đứa con trai nhỏ rất nghiêm khắc vì mong một ngày nào đó cậu ta có thể kế vị ngôi vua. Trong lúc đó, Griffith được mời tham dự vũ hội chỉ dành cho các quý tộc ở Midland. Mặt khác, đó còn là cơ hội để anh ta tiếp cận và tạo lòng tin lên cô công chúa ngây thơ của vương quốc. Tại lâu đài của tướng quân, Gert bắt đầu hành động khi nhìn thấy Julius chỉ có một thân một mình. Sức chiến đấu của hắc kiếm sĩ hoàn toàn vượt trội hơn so với gã tướng quân bù nhìn lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm. Thật không may, tiếng động lúc giao chiến đã thu hút sự chú ý con trai của Julius. Chẳng còn lựa chọn nào khác, Gert buộc phải sát hại luôn cả những người nhìn thấy mặt của anh ta, bởi vì nếu như để bại lộ thì coi như sự nghiệp Rivet gây dựng sẽ tan thành mây khói trong một đêm. Mục tiêu ban đầu chỉ là giết chết Julius trong âm thầm. Tuy vậy, tình huống ngoài dự kiến xảy ra khiến hắc kiếm sĩ phải xuống tay với rất nhiều binh lính trong tòa thành tướng quân. Dẫu bị trọng thương rất nặng nề nhưng Gert đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và muốn báo tin ngay cho Griffith. Kaka hiểu rõ không thể để cho hắc kiếm sĩ xuất hiện trước mặt thủ lĩnh trong bộ dạng tồi tệ nên liền ngăn chặn sự tiếp cận của anh ta. Trong lúc đứng từ xa quan sát cuộc trò chuyện của Griffith và công chúa, hai người họ lần đầu tiên nghe được tham vọng thống trị của thủ lĩnh rất rõ ràng và rành mạch, và anh ta sẽ làm bất cứ giá nào để thực hiện được nó. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện đó, Griffith đã tiết lộ rằng người anh ta thật sự coi là bạn bè là một người có thể đứng ngang hàng với bản thân, và người bạn đang được nhắc đến chính là hắc kiếm sĩ. Tiếp sau cái chết của Julius, người tiếp theo trở thành mục tiêu của thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hầu không ai khác chính là tên quan triều đình có sở thích suối dại. Sớm hay muộn thôi, tên của hắn cũng sẽ được ghi danh vào địa ngục bởi vì Griffith đã bắt đầu căng. Tập 11. Chẳng cần đến những lời nói hoa mỹ mà chỉ với hành động lịch lãm, tử tế của một quý ông, Griffith đã thật sự làm cho công chúa trẻ phải siêu lòng chàng bạch mã hoàng tử hiếm có khó tìm này. Thậm chí Charlotte còn dám chống đối mẫu hậu để bảo vệ cho thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hâu. Bước chân vào lãnh địa của Tudor có nghĩa là không còn những trận đánh đột kích mang tính bất ngờ nữa, mà giờ đây cả hai phe đều hiểu rằng để thể hiện sức mạnh uy quyền của đất nước họ phải chiến đấu với nhau trực diện. Đoàn binh dưới trướng Griffith vô cùng hùng hậu với các nhân tố được rèn giũa kỹ năng chiến đấu khi còn rất nhỏ, nhưng kẻ thù cũng không phải thuộc hạng xoàng vì quân số của Tudor có thể nói còn đông hơn cả quân Nguyên. Cuộc chiến tranh chống nổ ra, binh lính của hai phe cứ liên tục nằm xuống hết người này đến người khác. Sở hữu sức mạnh chờ bang, Gert tựa như mũi giáo của thần chiến tranh xông pha vào lòng địch tung hoành ngang dọc khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Trái lại với hắc kiếm sĩ, cô nàng Kaska, người nắm giữ vị trí đội trưởng hôm nay lại chiến đấu không được sung sức cho lắm. Hơn hết nữa, phải đối mặt với chủ tướng bên phe địch từ rất sớm nên cô ấy hiện đang trong hoàn cảnh rất chi là nguy hiểm. Không ưa gì Kaska, tuy nhiên khi thấy đồng đội gặp trở ngại, Gert liền có mặt để hỗ trợ cho cô ấy. Chỉ bằng hai chiêu thức, hắc kiếm sĩ đã biến chủ tướng của phe địch thành một thằng hề trên chiến trường. Lợi dụng lúc Gert hướng sự chú ý đến Kaska, gã chủ tướng bị ổi âm thầm dùng ám khí bắn về phía anh ấy và thành công đẩy cả hai người họ xuống vách núi. Trận chiến tổng lực kết thúc. Thắng lợi tạm thời thuộc về Midland, nhưng lữ đoàn Diều Hâu đã phải trả một cái giá khá cao khi mà họ mất đi tận hai người đội trưởng xuất sắc nhất trong trận đấu. May thay, trận chiến diễn ra tại địa hình có sông ngòi nên Gert và Kaska vẫn giữ được mạng sống. Bị thương không nhẹ, hắc kiếm sĩ đành phải tìm một hang động gần đó trú ẩn chờ đến lúc bình phục mới quay trở lại hội quân với nhóm của Riffy. Tập 12. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Kaska đột nhiên nổi đoá với Gert mặc cho anh ta là người đã cứu mạng cô ấy. Mà cũng chẳng trách, vì đôi khi con gái cũng có những lúc nóng nảy trong một thời gian mà. Hai có bồ rồi sẽ biết thôi, mà chắc fan của tôi nó không có biết đâu, tại nó có biết cái gì đâu mà. Dẫu một tí vậy thôi, khi bình tĩnh lại, Kaska đã kể cho Gert nghe lý do tại sao cô ấy lại gia nhập vào lữ đoàn Diều Hâu và trở thành người phụ nữ duy nhất chấp nhận tham gia vào chiến trường đẫm máu. Kaska lớn lên trong một ngôi làng làm nông ở sâu trong núi, địa thế đất đai và khí hậu khắc nghiệt tại đó khiến cho việc trồng trọt trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, họ còn bị triều đình đánh thuế nặng nề để phục vụ cho chiến tranh. Hoàn cảnh càng thêm trêu ngươi khi mà ngôi làng có vị trí gần khu vực biên giới. Mỗi lần chiến tranh diễn ra là toàn bộ người dân phải cắn răng chịu đựng cảnh toàn bộ nhà cửa mùa màng bị phá hủy. Một ngày nọ, có một quý tộc ghé ngang qua ngôi làng và đề nghị cha mẹ Kaska để cô ấy đi làm hầu gái cho ông ta. Dù không muốn nhưng hoàn cảnh khó khăn buộc người cha phải đưa ra lựa chọn nhằm giảm bớt miệng ăn trong nhà. Cho đến khi chiếc xe ngựa rời khỏi làng thì lòng lan dạ thú của tên quý tộc trỗi dậy. Hắn ta không hề muốn Kaska làm hầu gái mà thật ra chỉ muốn biến cô ấy thành một công cụ để thỏa mãn cái thú tính của mình.
Tuyệt vọng bao trùm, cô nàng tomboy đã định từ bỏ cuộc sống và đó cũng là lúc Griffith xuất hiện trao cho Katka thanh kiếm để cô ấy tự quyết định hướng đi của cuộc đời mình. Kể từ thời khắc ấy, Katka luôn tôn thờ Griffith và cố gắng trở thành một chiến binh mạnh mẽ phục vụ bên cạnh anh ta. Điều làm cho cô nàng tomboy thêm kính nể thủ lĩnh là anh ta có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì những người đồng đội đã gục ngã trên chiến trường. Để có thêm tiền duy trì quân đội và tránh những mất mát không đáng có trên tiền tuyến, Griffith chấp nhận gạt bỏ danh dự để ngủ cùng một gã quý tộc dơ bẩn, mặc cho điều đó để lại một vết thương tâm lý khá nặng nề trong lòng. Chính vì quá yêu quý thủ lĩnh nên là chuyện Katka ganh tị với Kurt là điều hoàn toàn hiển nhiên, vì anh ta được Griffith tin tưởng hết mực mặc dù mới chỉ mới gia nhập lữ đoàn diều hâu vài năm. Câu chuyện vừa kết thúc thì Kurt phát hiện ra có một toán lính đang tìm kiếm họ. Những kẻ này không phải do Griffith cử đến mà chúng là những sát thủ nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt trong triều tới ám sát bọn họ, hòng làm suy yếu phe cánh của lữ đoàn diều hâu. Tập 13. Ngay khi đã bình phục và có thể di chuyển, Kurt và Katka nhanh chóng trở về hội quân cùng với Griffith. Nhìn thấy bộ dạng cực khổ của cô nàng tomboy trong những ngày nóng tính, thế mà hắc kiếm sĩ chẳng hề ngần ngại buông lời khiêu khích cô ấy. Những lời nói được buông ra từ miệng của Kurt thật ra không hề có ác ý. Anh ấy hiểu rằng trong những lúc nguy hiểm như thế này thì cần phải có điều gì đó tác động mạnh đến ý chí của người đồng đội, mặc cho có bị cô ấy ghét bỏ đi chăng nữa. Trên đường trở về, cả hai bị mai phục bởi một toán lính có hơn 100 tên. Hơn hết nữa, thủ lĩnh của bọn rùi mũi này không ai khác chính là gã chỉ huy Thuro trong trận chiến trước đó. Vốn dĩ là đội trưởng của lữ đoàn diều hâu, sức chiến đấu của Kurt và Katka hoàn toàn ăn đứt đám binh lính tầm thường. Lần lượt hết kẻ này đến kẻ khác lao đến đều phải nhận một cái chết đầy tức tưởi dưới lưỡi kiếm của hai người họ. Thấy tình hình không ổn, tên bùm ngựa liền triệu tập em trai của mình là Samson, người có biệt danh là chiến binh mạnh mẽ nhất thuộc quân đội Thuro. Biệt danh nghe cũng ghê gớm đấy, nhưng mà toàn bộ món đòn của gã to xác tung ra đều bị Kurt đánh bật lại một cách dễ dàng. Với kỹ năng chiến đấu thượng thừa, hắc kiếm sĩ có thể đánh bại Samson trong chớp mắt, nhưng hiện giờ anh ấy chỉ dùng hết sức để phòng thủ, hòng bảo vệ an toàn cho Katka đang bị bất ổn về mặt sức khỏe. Kurt biết rằng cứ phòng thủ mãi không phải là kế sách hay. Ngay tức khắc anh ấy dồn hết sức bình sinh tung ra đòn chí mạng hạ gục Samson, rồi một mình đối chọi với hàng trăm tên lính cỏ, mở đường cho người đồng đội chạy thoát thân. Không muốn sự quyết tâm của Kurt trở nên vô nghĩa, Katka đành phải cắn răng chạy trốn khỏi chiến trường. Lần đầu tiên cô nàng tomboy nhận ra rằng cô ấy quan tâm đến Kurt hơn bao giờ hết. Trong đầu Katka lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhanh chóng đem quân trở lại giải cứu cho đồng đội. Thật không may vì thể lực giảm sút do căn bệnh kinh niên của phụ nữ, Katka đã bị một toán lính đuổi kịp. Trước khi giết chết cô nàng tomboy, bọn chúng còn định giở trò cầm thú với cô ấy để thỏa mãn bản thân. Tập 14. Tân là phụ nữ lại còn phải đối mặt với những gã đàn ông to lớn, nhưng Katka chưa một lần có suy nghĩ từ bỏ bởi vì Kurt hiện đang đánh đổi cả tính mạng của mình để giúp cho cô ấy có con đường thoát thân. Trong tình thế tưởng chừng như tuyệt vọng thì may mắn thay, đội tìm kiếm của Zero bất ngờ xuất hiện giải cứu cho Katka. Song song đó, hắc kiếm sĩ dù đang bị trọng thương rất nặng nề, nhưng chẳng có một tên địch nào có thể bẻ gãy được ý chí của anh ta. Lo lắng cho sự an nguy của Kurt, Katka liền dẫn đường cho nhóm Zero quay lại địa điểm quân địch mai phục và hoảng hồn khi nhìn thấy nơi đó chẳng khác gì một bãi tha ma. Càng ngạc nhiên hơn khi mà Kurt vẫn còn sống sót dù phải đơn thương độc mã đối đầu với hơn 100 tên địch cùng một lúc. Quân y của lữ đoàn diều hâu nói rằng sống sót khi bị trọng thương ở những chỗ chí mạng đối với Kurt là một điều rất thần kỳ. Tuy nhiên, với tình trạng đó, e rằng hắc kiếm sĩ sẽ không thể tham gia vào chiến dịch lần này nữa. Thấu hiểu tâm trạng của đồng đội, tối đó Zero tìm gặp Katka để an ủi và trao cho cô ấy một loại thuốc có tác dụng chữa lành rất nhanh. Nhận được gói thuốc, cô nàng tomboy ngay lập tức chạy đi tìm kiếm hắc kiếm sĩ và bắt gặp anh ấy đang tận hưởng khoảnh khắc cô đơn trên ngọn đồi gần đó. Quên đi hết tất cả sự ghét bỏ và căm hận người đàn ông trước mắt, Katka tiến lại gần rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên các vết thương của Kurt. Điều này làm hắc kiếm sĩ rất ngạc nhiên bởi anh ấy chưa được nhìn thấy phiên bản thùy mị của cô nàng tomboy bao giờ. Đối với Katka, Kurt chỉ là gã chiến binh chỉ biết chém giết để thỏa mãn bản thân. Nhưng hôm nay cô ấy mới thật sự biết rằng hắc kiếm sĩ rất quan tâm đến những người đồng đội và giấc mơ của họ. Những ánh lửa giấc mơ ấy cháy lên dữ dội khi ở cùng nhau rồi thắp sáng lên một ngọn lửa mãnh liệt khác có tên là Griffith. Tuy vậy, Katka sẽ không thể nhìn thấy được ngọn lửa của Kurt ở bên trong đó vì anh ấy nghĩ rằng bản thân chỉ là một hành khách qua đường và dừng chân để sưởi ấm bên lò sưởi mà thôi. Qua những lời nói đó, cô nàng tomboy lờ mờ đoán ra hắc kiếm sĩ đang có ý định rời khỏi lữ đoàn diều hâu sau khi xong trận chiến cuối cùng. Chưa kịp hỏi lý do vì sao anh ấy làm vậy thì tin tức Griffith quay trở về đã cắt ngang câu chuyện giữa bọn họ. Tập 15. Thành Dore, nơi từng thuộc về lãnh thổ của Midland, đã bị Thuro chiếm đóng suốt hơn 100 năm nay. Nếu muốn giành lại vị trí đó thì nhà vua cần phải có một lực lượng đủ mạnh để đối đầu với tê giác tím hiệp sĩ đoàn.
Dẫu vậy, trong cuộc đối đầu trải hơn 100 năm qua, lực lượng tinh nhuệ nhất của Midland là Bạch Hổ Đoàn luôn phải nhận những trận thua đầy nhục nhã mỗi lần có ý định chiếm lại Tory. Trong lúc các tướng lĩnh lữ đoàn của Midland đang rất hoang mang vì chẳng có một ai dám lãnh ấn tiên phong ra trận thì Rovik tự tin rằng anh ta sẽ đảm nhận lấy trách nhiệm đó và giành chiến thắng nếu như nhà vua ban lệnh. Để làm cho lũ thiển cận bảo thủ thêm sáng mắt, Rovik quyết định là chinh chiến chỉ dựa vào sức mạnh của lữ đoàn Diều Hâu mà chẳng cần đến sự trợ giúp của một đoàn nào khác trong triều đình. Hầu hết chỉ huy của các đoàn khác đều phản đối vì e sợ rằng nếu lữ đoàn Diều Hâu thua trận sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Midland. Nhưng trong số đó, vẫn có người đứng lên ủng hộ Rufus và tin tưởng anh ta sẽ giành chiến thắng. Mặc những luồng ý kiến trái chiều, nhà vua vẫn đưa ra quyết định cuối cùng của mình là để cho Rufus lãnh ấn tiên phong trong một trận chiến quan trọng và có thể làm xoay chuyển thời đại dù họ chiến thắng hay thua cuộc. Trái ngược lại với sự tự tin của thủ lĩnh, Karkar cảm thấy rất lo lắng về trận chiến sắp tới vì tổng trưởng trấn thủ thành Rory chính là tên quý tộc từng giở trò đồi bại với Rufus năm xưa. Hơn hết nữa, chỉ huy của tê giác tím hiệp sĩ đoàn Barthcore hiện đang phục vụ dưới trướng hắn ta. Trước khi trận chiến nổ ra, tổng trưởng Gaynor lệnh cho Barthcore bằng mọi giá phải giữ lại mạng sống của Rufus vì ý đồ này của hắn ta chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt lành gì mấy. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu. Để tăng sĩ khí cho toàn quân dưới trướng, thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu đã ra lệnh đốt hết thuyền bè dùng cho việc rút lui. Nói cách khác, họ chỉ có lựa chọn là chiến đấu hoặc là chết. Bị áp đảo về số lượng, tuy vậy không một ai trong lữ đoàn Diều Hâu thấy sợ hãi. Cánh quân tiến công của Gert gặp đầu đánh đó khiến cho hàng phòng thủ đầu tiên của Tudor bị vụn vỡ. Cả hai cánh quân đột nhiên được Rufus ra lệnh rút lui nhằm chờ đợi phía Tudor mắc sai lầm. Quả nhiên vì lo lắng thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu bị giết chết trong trận chiến, tổng trưởng Gaynor đã ra trận và giành quyền chỉ huy từ tay của Barthcore. Tầm 16, nhận lệnh từ tổng trưởng Gaynor, toàn bộ binh lính thủ thành đều được điều động hết ra trận chiến. Nhìn thấy địch đã rơi vào cái bẫy, Rufus bày ra nhóm đột kích của Karkar nhanh chóng tiến vào bên trong và kiểm soát tòa thành. Một lần nữa, gã chỉ huy Ardol lại có mặt để cản bước tiến của cô nàng Tomboy. Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến chiến thắng của Tudor mà chỉ chiến đấu vì tư thù cá nhân. Tương tự như thế, bên ngoài chiến trường, lão tổng trưởng cũng chỉ quan tâm đến sự sống còn của Rufus. Muốn tiếp cận thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu, đoàn binh Tudor buộc phải vượt qua sức mạnh khủng khiếp của Gert và tướng quân Barthcore là người được Gaynor giao cho trọng trách đó. Nếu nói về kỹ năng và sức mạnh thì cả hai đều ngang tài ngang sức với nhau, kẻ tắm lạng thì thằng kia cũng nửa cân. Lão tổng trưởng rất chắc nịch về chiến thắng khi nhìn thấy quân số của Tudor áp đảo lữ đoàn Diều Hâu về mọi mặt mà không biết rằng tòa thành của hắn đang bị nhóm Karkar chiếm quyền kiểm soát. Nếu thành công, đó sẽ là tiền đề để nhóm Rufus trỗi dậy và giành lại thế trận. Chìa khóa chiến thắng thứ hai trên chiến trường chính là Gert. Chỉ cần đánh bại được chủ tướng phe địch thì binh lính ắt sẽ vỡ vụn không chỉ về mặt đội hình mà ý chí chiến đấu của bọn chúng cũng sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Không còn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh kinh niên của phụ nữ Karkar, chẳng lo ngại gì về việc chiến đấu với Ardol. Nhận thấy được bản thân không thể chiến thắng, gã chỉ huy bơm ngựa lại âm thầm giở trò dùng ám khí để bắn lén. Chúng mũi tên độc khiến cho tay chân của Karkar dần bị tê liệt. Trước lúc cơ thể hoàn toàn kiệt quệ, cô ấy đã kịp thời lấy mạng của Ardol một lần và mãi mãi. Chiến thắng ngoạn mục của cô nàng Tomboy đã giúp Rufus nắm trong tay chiếc chìa khóa đầu tiên. Ngược lại, bên ngoài thành Gert đang rơi vào thế bất lợi khi thanh kiếm bị chặt gãy bởi lưỡi rìu đầy uy lực của Barthcore. Nhận thấy hắc kiếm sĩ sẽ thua cuộc, Jor bất tử ở trên ngọn đồi gần đó ném thanh đao của mình xuống chiến trận để trợ giúp cho anh ta. Cầm trong tay là thanh đao của con quái vật, Gert tuôn hết sức mạnh để chiến đấu và thành công giết chết chủ tướng của phe địch. Từ thắng sống lên, lữ đoàn Diều Hầu phô trương thanh tế càng quét hết tất cả càng quân của Tudor không chịu một móng. Ngay cả lão già Gaynor cũng không thể thoát khỏi cảnh bị Rufus thanh trần. Cuối cùng, tòa thành Rory sau 100 năm dài bị Tudor chiếm đóng cũng đã trở về với chủ nhân thật sự của nó là Midland. Nhận được tin lữ đoàn Diều Hâu giành chiến thắng, một nhóm quan trọng chức cao bao gồm cả nữ hoàng định sẽ đầu độc Rufus trong lễ phong chức của nhà vua sắp tới. Tầm 17, trở về trong vinh quang, lữ đoàn Diều Hâu được người dân tại thủ đô Windthorn chào đón rất nồng nhiệt. Lần này, họ được công nhận như những người anh hùng thực thụ của đất nước chứ chẳng phải là một băng lính đánh thuê chỉ toàn dân đen như trước kia nữa. Nhóm ám sát hiện đang theo dõi từ xa. Bọn chúng cho rằng khoảnh khắc huy hoàng của Rufus chỉ còn kéo dài được vỏn vẹn thêm vài giờ trước khi lễ ban thưởng diễn ra. Đúng lúc đó, tổng trấn Frog, kẻ lập nên âm mưu ám sát thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hâu, nhận được một bức thư nặc danh. Sau khi đọc xong lá thư, sắc mặt của ông ta cắt không còn một giọt máu, rồi xin phép cáo lui ngay lập tức. Tối đến, đại hội ban thưởng do nhà vua tổ chức diễn ra cực kỳ long trọng. Rất nhiều quý tộc từ trên khắp đất nước tề tụ về thủ đô để cùng ăn mừng chiến thắng với lữ đoàn Diều Hâu. Trong sự kiện trọng đại này, không chỉ có mình Rufus mới được chú ý mà ngay cả những chỉ huy dưới cấp của anh ấy cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Điều đó càng khiến cho bọn quý tộc ghen ăn tức ở trong triều cảm thấy đố kỵ hơn bao giờ hết. Nữ chỉ huy Kaka khoác lên mình một bộ váy vô cùng lộng lẫy khiến đấng nam nhi trong triều ai ai cũng phải đổ như rạ. Không thích cảm giác bị làm phiền của nàng thổ bôi liền kéo Gus ra ngoài ban công để cùng nhau trò chuyện. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng nó đủ để Kaka chắc chắn hơn về việc hắc kiếm sĩ sẽ rời khỏi lữ đoàn. Như lần trước chưa kịp nghe đến lý do rời đi của Gus thì Kaka lại phải vào bên trong lâu đài nghe tuyên bố của nhà vua. Chiến công lữ đoàn Diều Hâu vừa mới đạt được đã tạm thời đem về nền hòa bình cho Midland và để tưởng thưởng cho điều đó, nhà vua ban sắc lệnh phong Riffith danh hiệu Bạch Ân tướng quân và Bạch Ân hiệp sĩ đoàn. Những chỉ huy dưới trướng còn được chính nhà vua phong chức hiệp sĩ và nâng lên hàng quý tộc. Đây có thể nói là điều mà lữ đoàn Diều Hâu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng đối với Riffith thì nó đã nằm trong sẵn dự tính của anh ta từ rất lâu. Khoảnh khắc huy hoàng nhất đi cùng với đó là thứ tồi tệ nhất. Lý rượu mừng có chứa chất độc giết người được trao đến tay Riffith, khiến anh ta gục ngã ra đất trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ. Tập 18. Toàn bộ những kẻ đố kỵ trong triều không hề biết rằng tất cả điều đó đã nằm trong tính toán của Riffith từ trước khi trận chiến ở thành Rory bắt đầu, và cái chết là điều chắc chắn xảy ra đối với những kẻ có ý định chống đối lại lữ đoàn Diều Hâu. Nhóm quý tộc thượng đẳng bao gồm nữ hoàng đang rất vui mừng vì loại bỏ được một tên dân đen thích trèo cao ra khỏi triều đình. Bọn chúng nào hay được tổng trấn Frost đã phản bội vì sợ uy quyền của Riffith. Tại lâu đài nơi bọn quý tộc thượng đẳng ăn mừng xuất hiện rất nhiều khói, tổng trưởng Frost theo lệnh của Riffith âm thầm nhốt tất cả bọn chúng vào bên trong một căn phòng kín, sau đó phóng hỏa đốt toàn bộ lâu đài để tạo nên một vụ tai nạn giả. Từ ô cửa sổ, nữ hoàng nhìn thấy Bạch Ân tướng quân đang quan sát bà ta với cặp mắt của loài chim săn mồi. Cái chết của Riffith trước đó chỉ là đòn nghi binh hòng dồn các thế lực thù địch vào cái bẫy đã soạn ra sẵn. Khi thời điểm đến, Bạch Ân tướng quân chỉ việc dùng kế sách mượn đau giết người để trừng phạt những kẻ có âm mưu ngăn chặn giấc mơ thống trị của anh ta. Chứng kiến toàn bộ quá trình trả thù diễn ra khiến cho tổng trưởng Frost càng thêm lo sợ bành trướng của Riffith, nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp hành mệnh lệnh do tất cả các quan chức trong triều hiện tại chỉ là con rối để Bạch Ân tướng quân điều khiển. Tiêu diệt được hầu hết các phe cánh đối lập cũng là lúc Gus cảm thấy yên tâm rời bỏ lữ đoàn Diều Hâu để tìm kiếm giấc mơ cho riêng mình. Nhìn thấy hắc kiếm sĩ bỏ đi âm thầm trong đêm tuyết trắng, Kaka không một chút do dự liền đuổi theo với mong muốn là có thể thay đổi được suy nghĩ của người đồng đội kề vai sát cánh. Tập 19. Ngoài cách Kara, Zoro cũng rất quan tâm đến việc Kurt quyết định bỏ đi. Kurt là một gã hèn luôn lấy việc hạ nhục hắc kiếm sĩ làm sở thích. Nhưng khi nghe được tin Kurt không còn ở lại lữ đoàn nữa, có lẽ trong thâm tâm của gã hèn này có đôi chút cảm thấy nuối tiếc. Qua buổi trò chuyện, Zoro cảm thấy không còn cách nào để cản bước Kurt đi tìm được mục đích sống của mình. Chính vì thế, lời tiễn biệt đầy chân thành của một người đồng đội là món quà duy nhất cậu ấy có thể tặng cho hắc kiếm sĩ trong ngày tiễn biệt. Zoro còn rất chú ý đến chuyện tình cảm của Gus và thắc mắc vì sao anh ấy không dẫn theo Kaka đi cùng. Chàng thiên xạ biết rất rõ Riffith và cô nàng tomboy sẽ không bao giờ có thể trở thành một cặp vì cưới công chúa Charlotte là con đường ngắn nhất để Bạch Ân tướng quân đạt được giấc mơ. Đúng như những gì người đồng đội nghĩ, Gus từ lâu đã nảy sinh tình cảm với Kaka. Tuy nhiên anh ấy quyết định là chỉ giữ tình yêu đó trong lòng bởi vì Riffith mới là người cô ấy để mắt đến. Trên một ngọn đồi nơi hắc kiếm sĩ bắt đầu đoạn đường của riêng mình, tất cả những người đồng đội kề vai sát cánh trong 3 năm vừa qua, bao gồm Riffith, cũng có mặt tại đó để tìm mọi cách ngăn cản Gus. Thậm chí, Bạch Ân tướng quân còn nghiêm túc muốn giữ lại hắc kiếm sĩ bên mình bằng một trận đấu tay đôi như khi xưa, và người chiến thắng sẽ là người được toàn quyền quyết định số phận của kẻ bại trận. Nếu là 3 năm về trước, Kaka sẽ không bao giờ phản đối quyết định của Riffith cho dù có là gì đi chăng nữa. Nhưng ở hiện tại, cô ấy sẵn sàng từ chối trận đấu tay đôi diễn ra có lẽ là vì Kaka thực sự không muốn Gus phải rời xa cô. Với kỹ năng chiến đấu được rèn giũa suốt 3 năm qua, Riffith tự tin có thể hạ gục hắc kiếm sĩ chỉ trong một chiêu duy nhất. Tương tự thế, Gus không hề dậm chân tại chỗ trong suốt thời gian chiến đấu cho lữ đoàn Diều Hâu. Chỉ với một bổ, anh ấy đã chặt thanh kiếm đầy tự hào của Riffith ra làm đôi khiến mọi người có mặt tại đó ngạc nhiên tột độ. Định mệnh đã an bài. Hắc kiếm sĩ rời đi mà không ngoảnh mặt lại dù chỉ là một chút. Ngay người đồng đội bước ra khỏi giấc mơ cũng là ngày Riffith rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm nhất. Bạch Ân tướng quân trong khoảnh khắc không kiềm chế được chính mình đã tìm đến phủ công chúa và âu yếm với cô ấy. Hành động đó bị một người hầu phủ phát hiện khiến cho toàn bộ chiến công Riffith khó khăn lắm mới có được biến mất trong vòng một đêm. Tập 20. Kể từ lúc rời bỏ lữ đoàn Diều Hâu, Gus thường xuyên tìm đến những lễ hội để thỏa mãn bản năng chiến đấu mặc dù chẳng có ai xứng làm đối thủ của anh ta. Hiện tại, hắc kiếm sĩ đang ở nhờ nhà của một lão tòa rang già. Tuy rất hay lằng nhằng việc Gus lang thang đến các lễ hội tìm kiếm đối thủ và hành hạ thanh kiếm của mình, nhưng mà Korot vẫn luôn sẵn sàng rèn lại cho anh ấy một thanh kiếm khác tốt hơn. Nền hòa bình của Midland đã được thiết lập, nhưng Gus vẫn chăm chỉ rèn giũa kỹ năng chiến đấu của mình ngày qua ngày.
Anh ấy tin rằng chỉ cần không ngừng vung kiếm thì một lúc nào đó sẽ tìm được giấc mơ mà bản thân muốn thực hiện. Trong một lần trò chuyện với Godot, God nhận ra giấc mơ không phải là một thứ gì đó quá lớn lao mà nó có thể chỉ là một khoảnh khắc bản thân cảm thấy thích thú. Đối với Hắc Kiếm Sĩ, khoảnh khắc anh ấy cảm thấy là chính mình nhất là khi hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra tia lửa. Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua được một năm, God một lần nữa lại lên đường với hy vọng rằng sẽ tìm thấy điều bản thân hằng mong muốn trên một chiến trường nào đó. Đột nhiên có một gã đàn ông xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn ý định của Hắc Kiếm Sĩ. Gã ta yêu cầu God rèn cho mình rất nhiều vũ khí để lập nên một đội quân truy sát lữ đoàn Diều Hâu. Một năm trước khi mà Griffith bị bắt vì tội khi quân, lữ đoàn Diều Hâu từ một đội quân có tiếng tăm nhất triều đình trong một đêm quay trở về vạch xuất phát. Kekka, người có kỹ năng chiến đấu cao nhất lúc bấy giờ được mọi người tin tưởng giao phó trách nhiệm làm thủ lĩnh. Cô nàng Tavoy dự định là lập nên một chiến dịch cướp ngục đưa Griffith quay trở lại, tuy nhiên thanh thế của lữ đoàn Diều Hâu bây giờ đã không còn như xưa. Hơn một nửa quân số đã bỏ đi kể từ khi họ bị truy nã và mất hết uy tín trong nước. Nói cách khác, lưỡi hái tàn bạo của chiến trường bây giờ chẳng khác gì một nhóm cướp bị truy nã mọi lúc mọi nơi. Nghe được thông tin quan trọng ấy, Kurt không thể vì giấc mơ của chính mình mà bỏ mặc những người đồng đội trong cơn nguy khó. Tập 21, Hắc Kiếm Sĩ Combat giúp cho con đường khôi phục thanh thế của lữ đoàn Diều Hâu sáng sủa hơn bao giờ hết. Hơn hết nữa, sức mạnh của Kurt hiện giờ còn khủng khiếp hơn trước trăm lần. Có thể nói trên toàn Midland không ai có thể là đối thủ của anh ta. Qua những lời tường thuật của Zuro, từ lúc Kurt rời đi, giấc mơ của Griffith dường như sụp đổ hoàn toàn. Nếu lúc ấy không có Kekka đứng lên kết nối những người đồng đội lại với nhau thì e rằng cái tên Lữ đoàn Diều Hâu chỉ còn là vết tích của lịch sử. Nhận ra Lữ đoàn Diều Hâu ra nông nổi này là một phần tội lỗi của mình, nên là Kurt quyết định sẽ tham gia vào chiến dịch dạy của Griffith, nhưng trước mắt để toàn binh vực dậy tinh thần Hắc Kiếm Sĩ cần phải tìm cách an ủi Kekka vì những gì mà cô ấy phải chịu đựng suốt một năm qua. Cô nàng Tomboy phải chịu rất nhiều tổn thương vào cái ngày chứng kiến Kurt bỏ đi và Griffith bị bắt. Để giải tỏa cơn giận dồn nén trong lòng bấy lâu, Kekka không do dự tung ra những đòn đầy sát ý về phía Hắc Kiếm Sĩ. Trong câu chuyện đầy bi thương này, chẳng có ai là người sai cả. Kurt làm như vậy là vì anh ấy không có lựa chọn nào khác. Griffith với khả năng lãnh đạo khi đó hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện giấc mơ. Còn Kekka chỉ một lòng hướng về phía Bạch Ưng nên rời đi là sự lựa chọn tốt nhất mà Kurt có thể chọn lựa. Cô nàng Tomboy thú nhận rằng đã đem lòng yêu Hắc Kiếm Sĩ từ lúc nào không may, còn những ngày bên cạnh Griffith đối với cô ấy chỉ là quá khứ. Vào lúc Kekka quyết định từ bỏ cuộc sống, God đã kéo cô ấy quay trở lại như lời khẳng định rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Trong giây phút cảm động, Kekka và God cùng trao nhau một nụ hôn đầy mãnh liệt. Hai tâm hồn lạc lối trong đêm đó cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ cho riêng mình. Hắc Kiếm Sĩ tiết lộ sẽ tiếp tục hành trình đi tìm giấc mơ sau khi giải cứu Griffith, nhưng khác ở chỗ lần này anh ấy sẽ đi cùng với người mình yêu tới cùng trời cuối đất, cho dù có chuyện gì xảy ra. Những lời nói đó như một liều thuốc chữa lành hết tất cả những vết thương trong lòng Kekka. Sáng hôm sau, chiến dịch giải cứu thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hâu được bắt đầu. Những chỉ huy có khả năng chiến đấu cao nhất tiến thẳng về Midland, còn nhóm binh lính bị trọng thương trong đó có Ricker sẽ đảm nhận vị trí hậu cần. Tập 22. Chẳng mấy chốc, nhóm giải cứu đã tìm đến được đường hầm bí mật dẫn thẳng vào bên trong khu tù giam. Với sức mạnh của bọn họ thì đưa Griffith ra ngoài là chuyện vô cùng khả thi. Tuy vậy, tại vị trí của đội hậu cần, sắp xảy ra một sự kiện vô cùng kinh dị. Trong lúc đi lấy nước để chăm sóc cho những người lính bị trọng thương, Rickard ngạc nhiên khi nhìn thấy một nàng tiên thường hay xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Sau sự xuất hiện đó là tiếng kêu la thảm thiết đầy khó hiểu của đội hậu cần. Lo lắng có điều không hay, cậu chiến binh trẻ tuổi liền quay trở về để kiểm tra thì phát hiện toàn quân đã bị giết chết bởi những con quái vật vô cùng khủng khiếp. Được sự hộ thuẫn của công chúa, nhóm giải cứu nhanh chóng được dẫn đến nhà lao giam giữ. Trong cơn hôn mê, Rickard cảm nhận được sự hiện diện của Gert đang ở rất gần. Thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu tự hỏi rằng từ khi nào mà bản thân lại rơi vào nanh vuốt của Kurt, từ một người mạnh mẽ không e sợ bất cứ thứ gì lại sụp đổ hoàn toàn bởi sự ra đi của người đồng đội bên cạnh. Sau bên trong hầm ngục, cả nhóm nhìn thấy một người đàn ông ốm eo gầy mòn, không còn sức sống. Không quá khó để Kurt nhận ra ngay trước mắt từng là Bạch Ưng tướng quân và là người bạn thân thiết nhất. Với trận đó vết thương thì cho dù có được cứu thì cuộc đời của Griffith cũng chấm dứt vì anh ấy không thể nào chiến đấu được nữa. Mặc cảm tội lỗi và phẫn nộ, Kurt rút kiếm đồ sát bất cứ kẻ nào dám cản đường cho dù đó có là đội quân chính quy của triều đình đi nữa. Tập 23. Chiến dịch dạy của Griffith đã thành công, tuy có hơi chật vật một chút khi phải đối đầu với một cánh quân chính quy của triều đình. Khi lạ thay, chẳng có một ai trong lữ đoàn Diều Hâu cảm thấy vui mừng vì cứu được thủ lĩnh, ngược lại họ cảm thấy lo lắng về tương lai phía trước. Điều đó cũng phải thôi vì suy cho cùng Griffith ngay cả nói chuyện còn không làm được chứ nói gì đến việc cưỡi ngựa trên lưng ngựa để chỉ huy binh lính như ngày xưa. Bên cạnh những người gần như đã bỏ cuộc thì vẫn còn lại một số chiến binh tin rằng họ vẫn chưa mất tất cả vì lữ đoàn Diều Hâu vẫn còn đó một Kekka đầy tiềm năng và một Kurt bất khả chiến bại. Khoảnh khắc mọi người phải đối mặt với hiện thực đã đến,
Lữ đoàn Diều Hâu sẽ không bao giờ có thể được trở lại như trước kia. Zoro cho rằng đây là lúc thích hợp nhất để Gus tiếp tục bước trên con đường riêng, cùng với đó là dắt theo cách ca thoát khỏi quá khứ đầy bị thương. Thật trớ trêu, đến bây giờ Hắc Kiếm Sĩ mới nhận ra Lữ đoàn Diều Hâu là gia đình mà bản thân hằng ao ước. Nếu năm xưa không vội vã đưa ra quyết định thì hiện tại anh ấy đã không phải hối hận đến nhường này. Chứng kiến nỗi đau khổ của Griffith phải chịu đựng khiến cho Katka phải phân vân trong việc đưa ra lựa chọn tiếp theo. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô ấy quyết định là không đi cùng với Kate nữa mà sẽ ở lại lữ đoàn chăm sóc cho anh ta. Được Katka thương hại càng làm cho Griffith cảm thấy tồi tệ hơn. Với chút sức lực còn lại, thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu vang bóng một thời chấp nhận phó mặc bản thân cho cái chết. Chiếc xe ngựa chở Griffith lao thẳng xuống bờ suối gần đó. Trong phút giây tồi tệ của cuộc đời, anh ấy đột nhiên tìm thấy viên Brahalik Hồng Thánh Thủy từng bảo vệ chính mình trong những tình huống ngoặt nghèo nhất. Hồi chuông số phận đã điểm, chỉ cần Gus tiến lại gần và đặt tay lên vai Griffith thì Quỷ Vương sẽ được chào đời. Tập 24. Đại Nhật Thực là cái tên được đặt cho bàn tiệc của lũ quỷ được dọn ra mỗi 126 năm. Đi cùng với đó là sự ra đời của 4 vị thiên thần hộ mệnh tối cao. Lữ đoàn Diều Hâu chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống nào như thế. Sự việc này còn vượt xa hơn cả sự khủng khiếp mà chiến tranh gây ra. Một trong số các thiên thần hộ mệnh mà bọn quỷ tung hô tiết lộ Griffith là người được thượng đế lựa chọn để trở thành họ hàng của bọn chúng. Điều kiện để Griffith trở thành thiên thần hộ mệnh là hiến tế sinh mạng của những người đồng đội cho lũ quỷ ăn thịt. Hơn hết nữa, Behalik, Hồng Thánh Thủy Griffith nắm giữ trong tay chỉ dành cho thiên thần hộ mệnh. Những người được phép sở hữu nó có định mệnh để trở thành một thành viên của thần thủ. Buổi tế lễ nhanh chóng được bắt đầu để giúp cho thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hồng nhớ lại tham vọng của bản thân, những thiên thần hộ mệnh đã đào sâu vào ký ức khi còn nhỏ của anh ta. Trong ký ức đó, Griffith luôn tìm đường đến một lâu đài để trở thành vua và con đường ngắn nhất được chỉ định cho thủ lĩnh lữ đoàn Diều Hồng là giẫm đạp lên xác chết chất đóng của kẻ thù và đồng đội. Bị dục vọng trong tiềm thức thúc đẩy, Griffith đưa ra một quyết định đầy ghê tởm, đó chính là chấp nhận hiến tế toàn bộ đồng đội Hồng đạt được tham vọng thèm muốn bấy lâu nay. Ngay lập tức, ký hiệu hiến tế được đánh dấu lên thân thể của từng chiến binh trong lữ đoàn. Chừng nào còn mang ký hiệu đó, họ sẽ bị bọn quỷ săn lùng cho đến khi tất cả đều bị giết chết. Tập 25. Đứng trước sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng, lần lượt từng người một bị những con quỷ ngấu nghiến như bữa ăn thịnh soạn. Ngay cả những chỉ huy có kỹ năng chiến đấu cao cũng phải chịu chấp nhận số phận thảm khốc trước mắt. Zoro nhanh chóng được Katka tìm đường trốn thoát bởi cô ấy là hy vọng duy nhất có thể vực dậy lữ đoàn Diều Hâu. Tuy nhiên, họ cứ đi đến đâu là bọn quỷ hết con này đến con khác mai phục đến đấy. Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy, Katka vẫn không có được một cơ hội nào để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn quỷ đó khác. Người còn lại trong lữ đoàn có khả năng solo với thế lực siêu nhiên không ai khác ngoài Kết. Nhưng càng hăng máu thì anh ấy lại càng có giá trị với những đứa trẻ được sinh ra từ bóng đêm. Mọi nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ của Hắc Kiếm Sĩ không đem lại bất kỳ hy vọng nào cả. Phải tận mắt chứng kiến những người đồng đội thân thiết nhất bỏ mạng làm cho sự phẫn nộ của Kết tăng lên đến đỉnh điểm. Bấy nhiêu sự ghê rợn đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn cho những gì Griffith phải chịu đựng. Từ bên trong quả trứng, thủ lĩnh của lữ đoàn Diều Hâu giờ đây đã tái sinh thành quỷ vương với biệt hiệu đôi cánh bóng đêm Phantom. Anh ta tiến tới và làm trò dơ bẩn với Katka ngay trước mặt Kate. Kể từ giờ khắc đó, mối quan hệ giữa Griffith và Kate chẳng còn lại gì ngoài thù hận. Song song với sự tái sinh của thiên thần hộ mệnh thứ 5 thì đó cũng là ngày mà cái tên Hắc Kiếm Sĩ vang danh thiên hạ ra đời. Tập 1. Sách Khải Huyền có nói ở chu kỳ thứ 5 của mặt trời, một hồ máu sẽ được hình thành ở Tây Thành. Đó là tín hiệu cho sự xuất hiện của thiên sứ thứ 5 đến với thế giới và thiên ân sứ là người được chỉ định dẫn đường cho thế giới vượt qua thời kỳ đen tối nhất. Tại một quán bar tồi tàn, nơi tụ tập quen thuộc của những tầng lớp thấp kém trong xã hội, xuất hiện một gã đàn ông mang trên lưng một thanh kiếm khổng lồ. Chỉ với một vài động tác, anh ta đã hạ gục hết đám lính đánh thuê chuyên ức hiếp kẻ yếu. Ngưỡng mộ sức mạnh bá đạo của Gus, tinh linh Puck liền bám theo anh ta để xin phép được cùng đồng hành trong chặng đường sắp tới. Nhưng có vẻ như Hắc Kiếm Sĩ chỉ thích hoạt động một mình và không muốn bị bất cứ ai làm phiền. Trên đường đi, Gus được hai bố con dòng dõi thầy tu ngỏ lời cho đi nhà xe. Ban đầu Hắc Kiếm Sĩ một mực từ chối lòng tốt của ông ta, nhưng vì cảm nhận được có kẻ đang theo dõi nên là anh ấy đành lòng chấp nhận đi quá gian một đoạn. Hiện tại cứ mỗi lần Gus nhắm mắt là cơn ác mộng năm xưa lại tràn về. Cái ngày mà người bạn thân thiết nhất trở thành thiên sứ thứ 5 rồi quyết định hiến tế hết những người đồng đội từng chiến đấu ở lữ đoàn Diều Hâu. Cơn ác mộng Kết vừa gặp là do một con quỷ gây ra. Nó làm vậy mục đích là để hấp thụ nỗi sợ từ nạn nhân và ấn tích trên cổ của Hắc Kiếm Sĩ là thứ đã thu hút bọn chúng xuất hiện. Chiếc xe ngựa đột ngột dừng chân tại một bãi đất trống trong rừng. Qua nhận định, Kết biết ngay nơi đó từng là một bãi chiến trường. Xác của những người lính chết ngay tại bãi đất này sẽ là vật chủ thuận lợi nhất để bọn quỷ nhập vào.
Vừa nói dứt câu thì cô bé Coletto bị một con quỷ trỗi dậy từ dưới lòng đất đâm xuyên mũi giáo qua bụng, kéo theo đó là hàng trăm con quỷ khác. Ngay lập tức bọn chúng chiếm lấy thân xác của Coletto rồi điều khiển cô bé giết chết người bố của mình. Để ra tay với một đứa trẻ đối với Kurt là điều vô cùng nhẫn tâm, nhưng anh ấy chẳng còn cách nào khác nếu không muốn bỏ mạng tại mảnh đất cô độc này. Lũ quỷ xương nhanh chóng bị càn quét dưới tay của Hắc Kiếm Sĩ, nhưng mà ấn tích trên cổ của anh ấy cứ liên tục thu hút sự chú ý của lũ quỷ ghê tởm hơn xuất hiện. Dẫu vậy, với kinh nghiệm lâu năm chiến đấu với thực thể siêu nhiên, Kurt không mất quá nhiều thời gian để tiêu diệt hết tất cả bọn chúng không chừa một móng. Tất cả những sự kiện vừa diễn ra chỉ là sự khởi đầu. Chừng nào Hắc Kiếm Sĩ còn mang trên mình ấn tích thì ngày đó anh ấy sẽ còn phải chiến đấu với lũ quỷ cho tới khi bọn chúng không còn tồn tại trên thế giới này nữa thì thôi. Tập 2. Kurt bị một nhóm binh lính có tên là Xích Sắt Hiệp Sĩ nhân danh Chúa chặn đường. Chỉ huy của nhóm hiệp sĩ nói rằng phải ngay lập tức bắt giữ Hắc Kiếm Sĩ theo lệnh của bộ siêu nhiên vì nghi ngờ anh ấy là người giết chết hai bố con thầy tu. Do là đoàn kỵ sĩ nhân danh Chúa nên dù Kurt có giải thích thế nào thì bọn họ sẽ không tin vào sự xuất hiện của ma quỷ, đồng nghĩa với việc cái chết của hai bố con xấu số kia sẽ được coi là tội lỗi của anh ấy. Không thể giải thích bằng lời nói, Hắc Kiếm Sĩ đành phải dùng đến nắm đấm để nói chuyện. Tuy chỉ có một mình nhưng mà sức mạnh của Kurt hoàn toàn áp đảo đoàn binh của Xích Sắt Hiệp Sĩ đoàn. Nhận thấy khả năng chiến đấu của đối thủ không hề tầm thường, Farnett đã ra lệnh cho chỉ huy phó là Azan ra trận. Nghe đến cái tên này làm Kurt nhớ lại một câu chuyện về một chiến binh từng chặn đội quân trăm người chỉ để bảo vệ cho một ông lão. Quả nhiên Azan chính là gã chiến binh trong câu chuyện đó, nhưng dù là vậy anh ta cũng sẽ không chấp nhận buông tay chịu trói. Cơ thể của Kurt hiện đang bị trọng thương nên cách khả quan nhất là khống chế chỉ huy phe địch. Tôi tệ tay khi chỉ còn cách Farnett vài bước chân thì giới hạn của cơ thể đã khiến anh ấy bị bất tỉnh nhân sự. Thất bại ngoài ý muốn, Kurt bị đưa về doanh trại của Xích Sắt Hiệp Sĩ đoàn. Hơn hết nữa, viên Behalith màu xám mà Hắc Kiếm Sĩ mang trên người càng khiến cho Farnett tin rằng anh ấy là một tín đồ dị giáo. Vốn là người kinh qua vô số trận chiến và tận mắt chứng kiến ác quỷ giết chết đồng đội, nên Kurt chẳng hề tin tưởng vào sự hiện diện của chúa. Điều này đối với nữ chỉ huy Xích Sắt Hiệp Sĩ đoàn mà nói chẳng khác gì một sự bán bổ và sỉ nhục. Máu điên dồn lên não, Farnett liên tục tra tấn Kurt bằng một cây roi sắt. Nhưng Hắc Kiếm Sĩ chẳng hề để lộ sự đau đớn trên nét mặt của mình, thay vào đó là sự kiên định không ai có thể phá vỡ. Ấn tích một lần nữa thu hút lũ quỷ đến, cũng may là nhờ có sự trợ giúp của Perk nên là Kurt đã dễ dàng thoát khỏi cái xà lim trước khi có chuyện không hay xảy ra. Hắc Kiếm Sĩ nhanh chóng quay lại túp lều của nữ chỉ huy lấy lại trang bị, cùng với đó là bắt cóc cô ta làm con tin để mở đường trốn thoát. Trong lúc bỏ chạy, Perk nhận ra Fenner vì lý do nào đó mà không thể nhìn thấy được sự hiện diện của tinh linh. Tập 3. Bớt giải thích rằng nếu con người chỉ nhìn đời bằng con mắt phàm tục thì sẽ không thể thấy được tinh linh, và Fenner là một trong số đó. Lũ quỷ lúc này đã lần theo ấn tích của Gert và mò tới nơi, nhưng mà bọn chúng chẳng phải là đối thủ của anh ta. Hắc Kiếm Sĩ lựa chọn địa điểm để trú ẩn tạm thời là tàn tích của bá tước Blamdo. Hắn ta từng là người cai trị một vùng phía tây của Midland, nhưng 5 năm trước một ngọn lửa bùng lên để giết chết hắn cùng với tất cả thuộc hạ dưới trướng. Người ta thường đồn đại rằng những lữ khách và người hành hương khi đi ngang qua khu vực này đều bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Bên trong khuôn viên, Kurt bị một bầy chó săn quỷ ám mai phục. Để tránh phí sức đánh nhau với động vật, anh ấy đã đưa nữ chỉ huy trốn vào bên trong lâu đài. Hoảng sợ tột độ, Farnett nhanh chân chạy trốn lên tầng trên của lâu đài và phát hiện một gã đàn ông tự xưng là người quản lý đám chó săn. Qua con mắt tinh tường của Kurt, không quá khó để anh nhận ra hắn ta là một tông đồ dưới trướng các thiên sứ. Mặc dù sở hữu một cơ thể khổng lồ nhưng tên quỷ ấy có tốc độ rất lưu loát. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã áp chế được Hắc Kiếm Sĩ và bắt đầu nghiền nát đôi chân của anh ấy một cách ngấu nghiến. Một lần nữa, nhờ có bất đánh lạc hướng, Kurt mới có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Anh ấy bắt đầu tra tấn và ép tên tông đồ phải khai ra vị trí của vua quỷ. Nhưng có vẻ một tên quỷ ở cấp bậc thấp hèn như hắn chẳng có thông tin gì về việc đó cả. Con ngựa Hắc Kiếm Sĩ mang theo đã bị quỷ ám. Nếu không nhờ có anh ấy ra tay kịp thời thì có lẽ Farah đã trở thành món khai vị trong thực đơn của nó. Liên tục phải chứng kiến những sự kiện tâm linh khó hiểu bắt đầu làm cho đức tin của nữ chủ huy lung lay. Trong thoáng chốc, tâm trí của cô ấy gần như đã bị lũ quỷ thao túng và để lộ ra hết những suy nghĩ đen tối bên trong đầu. Đối với một người luôn tin tưởng vào chúa như Farah thì hành động đó chẳng khác gì là một ô nhục không thể rửa sạch. Một điềm báo về khải huyền đã xuất hiện trong giấc mơ của rất nhiều người dân trên thế giới. Dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh trong điềm báo trở thành nỗi sợ ăn mòn linh hồn của từng người trong số đó. Đó cũng là lúc toàn bộ người dân gửi gắm niềm tin vào một chú chim mừng mang theo ánh sáng dẫn lối thế giới, thoát khỏi màn đêm vô tận. Tập 4. Trong lúc nghỉ ngơi trên cao nguyên rộng lớn, Kurt được một con quỷ cho biết về điềm báo không may sắp xảy ra.
Sau chuỗi lại mọi chuyện, Hắc Kiếm Sĩ nhận ra điềm báo đó dường như đang nhắc đến cô người yêu Casca. Nhưng một lần, nơi duy nhất để Gus trở về là nhà của Godot. Hơn hết nữa, từ sau cái ngày định mệnh, Ricker đã may mắn sống sót và hiện đang học nghề tại nhà của lão thợ rèn già. Nhớ lại giấc mơ trước đó, Hắc Kiếm Sĩ nhanh chóng vào thẳng vấn đề hỏi Ricker về tình hình của Casca và được biết rằng cô ấy đã bỏ đi trong một lần tìm kiếm quả hạch cùng cô bé Erica. Từ hôm ấy, Ricker đã rất nỗ lực trong việc đi tìm kiếm cô nàng Tomboy nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Kurt liên tục trách mắng cậu nhóc chỉ huy trẻ tuổi mà không nghĩ rằng trong suốt 2 năm qua, anh ấy mới thật sự là người bỏ rơi cô người yêu để thỏa mãn lòng thù hận. Qua lời kể của Kurt, sau sự kiện nhật thật 2 năm trước, Kurt đã gửi gắm Casca và Ricker ở nhà ông ấy rồi lao mình vào những trận chiến với bọn ác quỷ để trả món nợ máu mà Riffic ra. Cuộc trò chuyện nho nhỏ với lão tờ rèn già dường như đã giúp Hắc Kiếm Sĩ nhận ra điều gì đó. Anh ấy thừa nhận rằng trong suốt thời gian qua bản thân chỉ biết xa lầy vào huyết hận mà không quan tâm đến những người đáng trân quý bên cạnh mình. Tối đó khi chứng tỉnh lại bản thân, Gus quyết định từ bây giờ anh ấy sẽ đánh đổi cả tính mạng để chiến đấu vì Casca chứ không phải vì mối hận thù với lũ quỷ nữa. Với ý chí kiên định đó, e rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể quật ngã anh ấy thêm một lần nào khác. Xích Sắt hiệp sĩ đoàn đang nhận nhiệm vụ hộ tống án đạo sự tối cao đến nơi được gọi là tòa phán xét. Hầu hết người dân đều sợ hãi quyền uy của tên án đạo sư này vì những hình phạt hắn ta dùng để tra tấn lũ dị giáo vô cùng khủng khiếp. Một nhóm người phản loạn có ý định là phục kích chiếc xe ngựa bị giết chết chỉ trong vài giây bởi kỹ năng của những kẻ hành hình phục vụ dưới trướng của Marcus. Bình thường án đạo sư tối cao cư xử rất nhã nhặn nhưng bất kỳ kẻ nào động chạm đến đức tin của hắn ta thì ngay lập tức phải bị trừng phạt rất nặng nề. Hơn hết nữa, nơi mà Marcus đang đến có sự hiện diện của Casca tại đó và điều này rất nguy hiểm đối với cô ấy hơn bao giờ hết. Tập 5, Isidoro kể từ khi gặp Hắc Kiếm Sĩ ở quán bar tới đem lòng ngưỡng mộ anh ta. Cậu nhóc thường xuyên bám theo các băng nhóm đến thuê để sống qua ngày và chờ đợi duyên số để có thể gặp lại Kurt một lần nữa. Phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ, Isidoro học được rất nhiều kỹ năng sống trong thời loạn lạc. Dù chỉ có một thân một mình nhưng mà cậu nhóc ma lành vẫn luôn biết cách để chơi xỏ bằng chúng. Tôi tệ thay, đám lính đánh thuê đột ngột bị bao vây bởi một nhóm sát thủ được gọi là Kusar. Kỹ năng chiến đấu của nhóm người này cực kỳ ghê gớm, chứ trong chớp mắt, bọn chúng đã quét sạch hết đối thủ trước mắt. Vào lúc không ngờ nhất thì người hùng của Isidoro xuất hiện. So với Hắc Kiếm Sĩ thì trình độ ban nãy của nhóm Kusar chẳng khác gì là công cụ để anh ta test khả năng chiến đấu của thanh kiếm vừa mới được rèn. Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Idol từ đầu đến cuối làm cho cậu nhóc Malan vô cùng phấn khích. Tháp phán xét là nơi tụ tập của rất nhiều tầng lớp thấp kém của xã hội. Do bị bỏ đói quá lâu nên là khi nhìn thấy đàn quân hộ tống của Xích Sắt hiệp sĩ đoàn, bọn họ đã đánh liều một phen cướp thức ăn dự trữ của các binh lính. Nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương, Marcus quyết định là sẽ ra tay cứu những người khốn khổ theo ý của chúa. Nhưng thật ra, hắn ta chỉ cứu mạng của một đứa trẻ sơ sinh, còn lại những người trưởng thành phải chịu tra tấn ở phòng hoành hình để đáp trả lại công ơn của chúa ban cho. Hiện tại, Casca đang trú ẩn cùng với một người phụ nữ bán hoa tên là Luca. Tuy rằng nghề nghiệp của cô nàng này không tốt đẹp gì mấy nhưng mà có thể nói cô ấy là một người cực kỳ tốt bụng và rất sáng suốt. Trong hoàn cảnh thế giới lầm than, Luca chấp nhận từ bỏ danh dự chỉ để kiếm lương thực chăm lo cho những đứa em gái bao gồm luôn cả một người có tinh thần không ổn định như Casca. Ở trại tị nạn, mọi người dân ở đó bắt buộc phải khinh bỉ những tín đồ dị giáo cho dù họ có muốn hay không. Bởi nếu như không làm như vậy, họ sẽ bị kết tội là đồng minh của dị giáo rồi đem ra xử phạt công khai. Isidoro quyết tâm đuổi theo Gus vì mong muốn rằng sẽ được anh ấy dạy cho kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên vì rất tự cao nên cậu nhóc Malan nhất quyết không tự nhận rằng bản thân rất ngưỡng mộ Hắc Kiếm Sĩ. Đang trò chuyện vui vẻ thì ấn tích trên người của Gus tiếp tục thu hút lũ quỷ dữ đến. Một lần nữa Isidoro được thỏa mãn đôi mắt chân tục khi chứng kiến Hắc Kiếm Sĩ thể hiện sức mạnh trước những thế lực siêu nhiên. Tập 6. Dựa vào linh cảm mách bảo, Gus tự tin rằng Casca hiện đang ở gần tháp phán xét. Trên đường đi đến đó, Hắc Kiếm Sĩ gặp lại một người bạn cũ mang trên mình hình dạng của kỵ sĩ đầu lâu. Ông ta cho Gus biết về giấc mơ về con chim ân trắng và điềm báo cho sự xuất hiện của thiên sứ thứ năm và địa điểm chính xác diễn ra điều đó là tháp phán xét, nơi những tín đồ mù quáng sẽ được chọn làm vật hiến tế sống. Trước khi rời đi, kỵ sĩ đầu lâu còn tiết lộ ấn tích nằm trên cổ của Gus còn ẩn chứa một bí mật gì đó giúp cho anh ấy giải đáp được những câu hỏi chưa tìm được lời giải. Morgoth không hẳn là người xấu. Hắn ta là người đã thu thập những kẻ bị thế giới ruồng bỏ về dưới trướng và cho họ một lý do để tiếp tục sống sót. Chỉ có điều gã án đạo sư tối cao này đã vận dụng đức tin của mình theo một hướng vô cùng tiêu cực và cho rằng đó là lời dạy của Chúa. Fana, kể từ lúc chứng kiến những hiện thực không thể chối bỏ, đức tin của cô ấy đã một phần bị lung lay. Qua lần chạm trán với Kurt, niềm tin về Chúa đối với cô ấy bây giờ mà nói còn đang rất mơ hồ.
Nina, một trong những đứa em gái của Luca đã đem lòng yêu Joachim, tương tự như vậy, anh ta nói rằng bản thân cũng thầm thương trộm nhớ Nina, mặc dù cô ấy chỉ là một cô gái bán hoa không hơn không kém. Để chắc chắn tình cảm của Joachim không phải là lời nói dối, tối hôm ấy cô nàng tóc xù đã đưa anh ta đến nơi tổ chức bữa tiệc thác loạn của những tín đồ dị giáo, và tất nhiên cô ấy cũng là một giáo đồ ưu tú thuộc giáo phái này. Quả nhiên như những gì Nina đoán, Joachim khi nhìn thấy nhân cách đen tối của người yêu liền hoảng sợ bỏ chạy khỏi đó. Để tránh anh ta mách lẻo, cô nàng tóc xù cùng với những tín đồ dị giáo đã không do dự xuống tay giết người diệt khẩu. Katka, với trí óc không được minh mẫn, âm thầm bám theo Nina mà không biết nguy hiểm đang rình rập ở mọi nơi. Khi bị đám người dị giáo kích động, ấn tích của cô nàng Tomboy đã biến một vài người trong số họ thành ác quỷ. Nhận thấy sức mạnh đáng sợ đó, đám người còn lại cúi rạp đầu xuống đất thờ tụng Katka với tên gọi là phù thủy tối cao. Nếu sự kiện này bị lan ra ngoài, e rằng xích sắc hiệp sĩ đoàn sẽ kết tội cô nàng Tomboy là dị giáo và đem cô ấy thiêu sống trên cọc. Tập 7. Đám dị giáo cứ liên tục tìm đến túp lều của Luca gửi tặng lương thực và vàng bạc châu báu, mong rằng phù thủy tối cao sẽ dẫn dắt bọn chúng đến với cuộc sống sung sướng. Việc này không hay tí nào khi những cái camera chạy bằng cơ bắt đầu xào xáo với nhau về thân phận của Katka. Một trong những đứa em gái khác của Luca vô tình bị xích sắc hiệp sĩ đoàn bắt giữ vì nghi ngờ cô ấy là thành viên của hội dị giáo. Là một người chỉ có tấm lòng độ lượng, Luca sẵn sàng đứng ra chống trả mặc dù biết rằng cô ấy sẽ bị coi như là đồng phạm. Đúng lúc ấy, Kurt xuất hiện như một vị cứu tinh đánh cho lũ binh lính ngạo mạn không còn một manh giáp. Biết ơn vì được hắc kiếm sĩ cứu mạng, Luca quyết định dẫn đường anh ấy tới chỗ Katka đang ẩn nấu. Nghe được tin chị gái bị bắt giữ làm cho Nina rất lo lắng, cô ấy nảy ra ý định đưa Katka chạy trốn khỏi trại tị nạn vì e sợ rằng bọn tờ săn dị giáo sẽ truy sát hai người họ. Khi nhóm của Kurt đến nơi thì đã quá trễ, bên trong túp lều chẳng còn lại gì ngoài những món đồ đạc vô tri. Trên đường đi, Nina và cô nàng Tomboy bất ngờ bị các tín đồ dị giáo mai phục rồi đưa đi đâu đó. Rất may, Isidoro cùng với Bert đã phát hiện ra sự việc đồng thời bám theo để xem bọn chúng định làm gì tiếp theo. Tại hang ổ của lũ cuồng tín, Katka được đám người dị giáo tôn lên làm nữ vương. Để cầu xin phù thủy tối cao ban phép màu, bọn chúng định moi tim của Nina rồi hiến tế cho cô nàng Tomboy nhằm chứng minh sự trung thành tuyệt đối. Tình hình vô cùng nguy cấp, Isidoro nói với Bert hãy bay với tốc độ bàn thờ về báo tin cho Gert biết trong lúc đó, cậu ấy sẽ dùng hết mọi cách để ngăn chặn buổi hiến tế tàn ác này lại. Không có kỹ năng chiến đấu siêu phàm, tuy nhiên tài ném đá của cái thằng nhóc Malan này nó cũng rất gì và này nọ đấy. Tình hình ổn định chưa được bao lâu thì ấn tích trên người Katka lại thao túng đám người dị giáo thành ác quỷ. Cùng lúc, quân đội của xích sắc hiệp sĩ đoàn đã đổ bộ vào hang động nhờ vào tin báo của Joachim. Gã đầu dê dị giáo bị một tông đồ bí ẩn tiêm vào người thứ gì đó làm cho hắn ta trở thành con ác quỷ vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Vào khoảnh khắc hắn định làm hại đến Katka, thì ngay lập tức hắc kiếm sĩ liền có mặt để giải cứu cho tình yêu của mình. Tập 8. Isidoro vô tình tìm được một lối thoát khác trong hang động nhờ vào tài quan sát của mình. Công nhận cậu nhóc Malan là một người đáng tin cậy, Gert liền giao nhiệm vụ đưa Katka trốn thoát cho cậu ấy, còn anh ta sẽ ở lại chiến đấu với con quỷ dê. Sở hữu những món vũ khí tối tân được Godfra Rickard đặc biệt làm riêng cho. Chỉ trong vòng vài chiêu, hắc kiếm sĩ đã thành công cắt thủ cấp của con quỷ dê ra khỏi cơ thể của nó mà không gặp quá nhiều trở ngại. Trên đường rời khỏi hang động, Gert lại phải chạm mặt với sĩ quan khí giới là Sepiko. Thoạt nhìn, anh ta chỉ là một kẻ giả vờ tỏ ra yếu đuối, chứ nói về khả năng chiến đấu thì Sepiko chẳng thua kém Gert là bao. Để tránh hắc kiếm sĩ chạm vào thanh kiếm to tướng, sĩ quan khí giới liên tục tấn công phủ đầu với ý định là dồn anh ấy vào vị trí bất lợi rồi tung ra đòn chí mạng. Thậm chí, Sepiko còn tính toán vị trí của mặt trời hòng làm hạn chế tầm nhìn của Gert. Trận chiến nhanh chóng kết thúc mà không có ai giành chiến thắng cả. Hơn hết nữa, gã sĩ quan khí giới cũng chẳng thù hận gì hắc kiếm sĩ. Sở dĩ gã ta liều mạng chiến đấu là vì quan tâm đến cảm nhận của Farnet mà thôi. Nhóm của Isidoro đáng nhẽ đã trốn thoát an toàn, nhưng Joachim lại được tông đồ bí ẩn trong hang động dẫn dắt tìm đến chỗ Nina. Hoảng sợ tột độ, gã đàn ông hèn nhát đó liền báo tin cho xích sắc hiệp sĩ đoàn. Kết quả là cả Nina và Katka đều bị bắt giữ ngay sau đó. Gert rất tức giận khi được Isidoro báo tin. Cũng phải thôi, bởi cứ mỗi lần tiến gần đến Katka thì lại có một thế lực bí ẩn kéo cô người yêu ra xa khỏi tầm với của anh. Chuyện đã đến nước này, hắc kim sĩ cho còn cách là kết thúc mọi chuyện ở tòa phán xét. Isidoro bớt Gert, Luca sẽ là một đội để giải cứu cô em gái Nina. Người đầu tiên bị đưa ra tra tấn là cô gái tóc xù. Do là một cô gái rất nhút nhát nên rất có thể cô ấy sẽ tìm cách khai ra hết mọi thứ về Katka để cứu lấy bản thân. Nếu đó là con đường Nina lựa chọn, có lẽ tòa án lương tâm sẽ ăn mòn linh hồn của cô ấy hết quãng đời còn lại. Tập 9. Được bọn dị giáo tôn thờ là phù thủy tối cao và có mối quan hệ đặc biệt với hắc kiếm sĩ nên Katka rất được Margot quan tâm đến. Nhìn thấy ấn tích trên ngực càng khiến cho hắn ta tin rằng cô ấy phải bị tra tấn bằng những hình phạt đau đớn nhất.
Án đạo sư tố cáo không ngờ rằng chính những suy nghĩ ấy đã đưa tòa phán xét và trại tị nạn quanh đó chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ cực kỳ dữ dội. Một giọt máu của tù nhân vô tình rơi vào đúng ngay chỗ cái ấn tích của Kafka, làm cho một sự kiện đen tối được kích hoạt. Những linh hồn đau khổ và oán hận có mặt ở khắp mọi nơi, bất kỳ thứ gì bọn chúng đi qua đều bị ăn mòn tới tận xương tủy. Nhờ có sự hỗn loạn này mà nhóm của Gus đã đột nhập vào trong tòa phán xét hoàn toàn trót lọt. Tuy vậy, cái mà họ cần quan tâm hiện tại không phải là trốn thoát mà chính là tìm cách sinh tồn. Qua thông tin tình báo của Buck, dường như Kafka đã bị những linh hồn oán hận bắt giữ và chỉ có duy nhất cô ấy là không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của bọn chúng. Ở tầng trên của tòa phán xét, Margot và các thuộc hạ được tông đồ bí ẩn ban cho sức mạnh của ác quỷ. Vì không phải là một người từng chứng kiến sự kiện nhật thực nên hắn ta tin chắc nguồn sức mạnh mới này là do Chúa ban thưởng cho. Luca bị thổi bay ra khỏi tòa tháp bởi sức mạnh của một kẻ hành hình. Tưởng chừng như cuộc sống đến đây là hết thì kỵ sĩ đầu lâu xuất hiện và cứu mạng của cô. Cùng lúc đó, Hắc Kiếm Sĩ cũng có mặt để ngăn chặn Margot đem Kafka đi xử tử công khai trước bàn dân thiên hạ. Nhưng để làm được việc đó thì anh ấy buộc phải vượt qua những kẻ hành hình mang trong mình sức mạnh ác quỷ. Tự cố chiếc kim, Gus chỉ tin vào bản thân mình, nên cho dù ác quỷ hay là thần linh là đối thủ đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ đánh bại tất cả. Mặc kệ là kẻ nào chiến thắng hay chiến bại thì hôm nay cái tên Hắc Kiếm Sĩ sẽ được khắc ghi vào dấu tích của lịch sử thế giới. Tập 10. Tông đồ bí ẩn đã xuất hiện, hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm của kỵ sĩ đầu lâu. Nhận thấy không thể chiến thắng, tông đồ bí ẩn liền chuyển sang mục tiêu bắt cóc Luca và đem cô ấy đến một nơi trông rất giống đài hiến tế. Tên tông đồ không hề có ý định làm hại Luca. Hắn ta kể rằng từ khi sinh ra bản thân chưa từng có một danh phận tử tế. Hàng ngày phải đi lục lọi thức ăn ở bãi rác sống qua ngày và thường xuyên bị mọi người chối bỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng nhiên một ngày nọ có rất nhiều xác chết rơi xuống cái hố nơi tên vô danh ẩn nấp. Bị đống xác chết đè lên người, hắn ta chỉ biết là nằm đó chờ đợi cái chết đến đón bản thân mình thoát khỏi thế giới đầy thối nát này. Vào lúc đó, một viên Berhalus xuất hiện như sự cứu rỗi. Thân thể của tên vô danh được các thiên sứ cứu giúp và biến thành hình dạng của một tông đồ rồi giao cho hắn nhiệm vụ phủ định sự hoàn hảo của thế giới. Phải chiến đấu trong tình cảnh chấp nhiều con quỷ cùng một lúc ấy vậy mà Hắc Kiếm Sĩ vẫn ngang tài ngang sức với bọn chúng. Nhưng thì sức người cũng có giới hạn. Thời gian càng kéo dài thì thể lực của Gus sớm muộn gì cũng đến lúc phải cạn kiệt. Trước khi Luca được kỵ sĩ lâu lâu giải cứu, trong một thoáng cô ấy đã nghe được tên tông đồ nói rằng sự hiện diện của Hắc Kiếm Sĩ và Kafka sẽ là chìa khóa cho sự tái sinh của thiên sứ thứ năm trở lại với thế giới và người đó không ai khác, chính là Griffith. Ở phía trên tòa tháp, Gus kết hợp với sức mạnh phi thường kèm theo là những trang bị vũ khí hiện đại một lúc đã hạ gục ba hầu cận thân thiết của Margus. Chính tại thời điểm đó, hồi chuông kết thúc của tòa phán xét đã bắt đầu vang lên. Trong trại tị nạn, những người dân có tâm thức yếu ớt đều bị thao túng trở thành ác quỷ và ăn thịt đồng loại không thương tiếc. Đi kèm với thảm họa đó là những linh hồn oán hận trỗi dậy từ khắp nơi dồn tất cả mọi người, bao gồm xích sắt hiệp sĩ đoàn vào đường cùng. Tận mắt nhìn thấy sức mạnh kỳ diệu của Morgoth trong hoàn cảnh éo le khiến người dân tin tưởng ông ta là thiên sứ được Chúa cử đến để cứu nhân loại khỏi lầm than. Có được sự chú ý của mọi người, tên án đạo sư tối cao liền đưa ra quyết định xử tử công khai Kafka. Gus tất nhiên là sẽ không để điều này xảy ra, tuy nhiên để đến chỗ của cô người yêu thì trước mắt anh ta phải vượt qua được tứ đại thiên sứ đang hiện diện bên trong hình hài của những linh hồn phẫn uất. Tập 11. Sự kiện đang diễn ra ở tòa phán xét chẳng khác gì nhật thực là mấy và Gus biết rất rõ điều đó. Chính vì thế anh ấy không muốn lặp lại sai lầm của mình thêm một lần nào nữa mà sẽ đứng lên để chống trả mặc dù bản thân chỉ là con người bình thường. Sứ mệnh của tên tông đồ đã kết thúc, hiện tại hắn chỉ muốn lặng nhìn thế giới với nỗi cô đơn sâu thẳm, không bạn bè, không người thân, không một ai biết đến. Trên đường đi, hắn ta vô tình gặp được đứa trẻ đầy nghịch lý đã từng cứu mạng Kafka rất nhiều lần và quyết định sẽ mang nó đi theo cùng. Bên dưới tòa tháp, người dân bắt đầu lộ những bộ mặt đáng kinh tởm ra ngoài. Ngay lúc này, họ chỉ muốn thiêu sống Kafka theo lệnh của Morgoth để cầu xin một sự cứu rỗi đến từ Chúa mà không nghĩ rằng nghi thức đó chẳng khác gì lũ dị giáo là mấy. Isidoro với sự dũng cảm thuần khiết không ngần ngại lao vào nguy hiểm cứu cô nàng tomboy thoát khỏi buổi hành hình đầy ngoạn mục. Canh chuẩn thời điểm, Hắc Kiếm Sĩ ngay lập tức giáng thanh kiếm to tướng của mình khiến Margot bất tỉnh nhân sự. Tình hình vẫn chưa thực sự ổn áp, hai kẻ hành hình cuối cùng bên cạnh gã án đạo sư là song tử bắt đầu tấn công vào phía Kafka hòng đoạt mạng của cô. Cùng với đó, Margot với cơn thịnh nộ bùng nổ đã hoàn toàn hóa thành một con quỷ ghê rợn. Gã án đạo sư và người dân đang tự đánh lừa chính bản thân rằng đó là do Chúa ban tặng. Chỉ có duy nhất Fan là cảm thấy hoài nghi về điều đó sau khi chứng kiến rất nhiều chuyện phi lý xảy ra kể từ khi Hắc Kiếm Sĩ xuất hiện. Thanh kiếm to tướng của Gus lần đầu tiên trở nên vô dụng đối với cơ thể cứng như đá tảng của Margot. Ngay cả khi sử dụng đến những món vũ khí có sức công phá cao như lựu đạn cũng chẳng xi nhê gì hắn ta. Nina mất đi bình tĩnh và bắt đầu làm những chuyện ngu ngốc. Hành động đó vô tình khiến cô ấy trở thành mục tiêu tấn công của song tử.
Trong cái rủi có cái may, nhờ trượt chân mà cô nàng tóc xù mới có thể tránh được việc cơ thể bị cắt thành hai mảnh. Chớp lấy cơ hội hiếm có, bất thọ ra, Isidoro nhanh chóng phối hợp với gã người tình của Luca giết chết song tử. Mối nguy hại còn lại là gã án đạo sư tối cao. Gớt buộc phải tìm cách xóa sổ hắn ta trước khi những linh hồn oán hận nuốt chửng hết toàn bộ sự sống có mặt tại đó. Tập trung hết tất cả các giác quan, hắc kim sĩ nhận thấy ở trên ngực của Morgoth có một lỗ hổng không được bao bọc. Anh ấy cố tình chịu đấm ăn xôi nhằm đánh lạc hướng hắn ta rồi nhét rất nhiều lựu đạn vào cái điểm yếu chết người đó. Chìa khóa chuyển bại thành thắng đã có, Gớt chắc chắn không bỏ qua cơ hội đó để tiễn tên án đạo sư cuồng tín về với Chúa Trời. Những linh hồn tội lỗi bắt đầu tràn vào và nuốt chửng hết toàn bộ sự sống bên dưới chân tòa tháp. Nhìn thấy bọn chúng tránh xa cái xác bốc cháy, Gus suy đoán rằng chỉ cần nắm trong tay ngọn lửa và cố gắng giữ chúng cho đến lúc mặt trời mọc thì họ sẽ vượt qua được ngày định mệnh. Tập 12. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phoenix tạm gác lại đức tin của mình và lựa chọn tin tưởng vào quyết định của Hắc Kiếm Sĩ. Bởi trong một thoáng, cô ấy đã cảm thấy bản thân được tiếp thêm sự dũng cảm khi nghe được âm giọng tỏa ra từ Gus. Luca tìm được Nina đang ở dưới chân tòa tháp nhưng họ không thể chạy trốn được nữa vì chân của cô nàng tóc xù đã bị gãy. Với tình thương bao la của chị gái, Luca đã lựa chọn nhường lại chỗ trốn an toàn duy nhất cho đứa em gái nhỏ. Nhóm của Gus đã có lửa nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thấm thía gì so với hàng triệu linh hồn oán hận. Có người tầm thường có lẽ đã từ bỏ trong tình huống tuyệt vọng này nhưng mà Gus với lòng kiên định vẫn đứng vững như trụ chống trời. Trong một thoáng, Hắc Kiếm Sĩ và mọi người dường như nghe được cái linh hồn đang gọi tên một người nào đó từ bên trong cơ thể của tên tông đồ cô đơn. Griffith được tái sinh như điềm báo đã nhắc đến từ trước. Ánh sáng mặt trời ló dạng đặt dấu chấm hết cho ngày định mệnh. Luca đã sống sót thần kỳ nhờ trượt chân rơi xuống một cái giếng. Nhận thấy Hắc Kiếm Sĩ thân tàn ma dại sau trận chiến với Morgoth, lũ Kursan với binh lực mạnh mẽ nhất liền bao vây ở khắp mọi nơi. Dẫu không cùng một mục tiêu nhưng để sống sót, Gớt và nhóm xích sắc hiệp sĩ đoàn còn lại buộc phải cùng nhau hợp tác mới mong có thể sống sót qua con chăn này. Từ bên trong đống hỗn độn, Zoro bất tử và kỵ sĩ đầu lâu có mặt giải tán đám đông. Toàn binh lực của Kursan và nhóm Hắc Kiếm Sĩ đều sững sờ khi nhìn thấy con chim mân trắng mang tên Riffith trở lại. Cuộc chiến giữa các phe tạm dừng, mọi người đều có lối đi riêng cho chính mình, nhưng tôi tin chắc là ở tương lai sẽ còn có những trận chiến còn kinh khủng hơn ngày định mệnh rất nhiều. Nina và Joachim đã làm hòa với nhau, tình cảm của cả hai người họ chắc là sẽ kết thúc ở một đoạn nào đó vì cô gái tóc xù đang mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng chỉ ít thời gian này họ sẽ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Còn về Fana, cô ấy lựa chọn từ chức chỉ huy xích sắc hiệp sĩ đoàn để đi theo Gớt và mong rằng nỗi sợ hãi tồn tại trong tâm tâm sẽ được anh ấy dẫn đường đi đến nơi ánh sáng hiện hữu. Tập 1. Sau trận chiến dữ dội ở tòa phán xét, Gớt đưa Kaskar quay trở lại nhà của Godot. Tuy nhiên khi trở về đến nơi thì Hắc Kiếm Sĩ được hay tin lão thợ rèn già đã về với thế giới bên kia. Qua lời kể của cô bé Erika, có vẻ như ông ấy cảm thấy rất mãn nguyện vì gặp được Gớt trước khi lìa đời. Sự trở lại của Riffith làm cho Hắc Kiếm Sĩ rất mong lung vì không biết nên mai danh ẩn tích hay là tiếp tục lao vào những trận chiến với tông đồ để trả món nợ máu năm xưa. Đúng lúc này thì Erika bảo rằng ở nhà đang có một vị khách đặc biệt đang tiếp chuyện với Ricker. Hơn hết nữa, cô bé còn miêu tả người đàn ông này đẹp trai như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích và từng là đồng đội của Ricker trên chiến trường. Biết chắc vị khách không mời ấy là Griffith, Kurt ngay lập tức chạy lên phía ngọn đồi nơi vinh danh những người đồng đội đã chết để trả hết nợ lẫn lãi mà Bạch Ưng đã gây ra trong cái ngày định mệnh. Không kiềm chế được sự tức giận tuôn trào, Hắc Kiếm Sĩ nhanh chóng lao đến hòng đoạt mạng của Griffith. Trong tích tắc, Zor đột nhiên xuất hiện và ngăn cản Kurt chạm vào vị vua của hắn. Nếu là vài năm về trước, Hắc Kiếm Sĩ chẳng có cơ hội nào để phản kháng trước sức mạnh của tên quái vật, nhưng hiện giờ anh ấy đã trở nên mạnh hơn rất nhiều khi phải chiến đấu với những tên tông đồ để sinh tồn trong suốt thời gian qua. Trận so tài giữa Kurt và Jor hoàn toàn ngang cơ với nhau, mặc dù Hắc Kiếm Sĩ chỉ là một con người bằng da bằng thịt. Thậm chí, ngay cả khi đối thủ biến thành quái vật, anh ấy vẫn có thể kiểm soát trận đấu mà không gặp quá nhiều trở ngại. Kaska bỗng dưng xuất hiện khiến trận đấu tạm thời bị trì hoãn. Griffith rời đi và nói rằng anh ta sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ thống trị toàn thế giới của mình. Bất cứ ai cản trở điều đó đều sẽ bị coi như kẻ thù. Chuyện đến nước này thì mong ước sống một cuộc sống bình yên của Gert đã không còn nữa. Anh ấy buộc phải dẫn theo Kaska tham gia vào chuyến hành trình tiếp theo cho đến khi mọi hiểm họa chấm dứt mới có thể yên lòng. Thành phố Windham từng vang bóng một thời đã thất thủ trước sự xâm lược của Kursan. Người dân của Midland từ quý tộc tới thường dân đều bị bắt làm nô lệ cho bọn chúng. Đúng lúc ấy, sự xuất hiện của Griffith tự như vầng thái dương dẫn đường những con cừu lạc lối tìm thấy chân lý. Tập 2. Địa điểm đầu tiên Gert muốn hướng tới trong chuyến hành trình là nhà của các tinh linh.
Bất kể rằng nơi đó có tên là Esham, tồn tại ở vùng biển phía Tây và là một quê hương rất tuyệt vời. Như mọi lần, chỉ cần nhắm mắt khi màn đêm buông xuống là ấn tích của Gus sẽ thu hút những con quái vật tạo ra ác mộng. Dù cơn ác mộng chỉ nói lên những điều Hắc Kiếm Sĩ không nghĩ tới, nhưng anh ấy biết nó phản ánh đúng về một phần nào đó trong trái tim tổn thương của mình. Farnet hiện tại đã thay đổi rất nhiều, cô ấy một mực muốn đi tìm Hắc Kiếm Sĩ mặc dù đã được Serpico khuyên ngăn. Đối với gã mắt hí, Farnet là một người chủ nhân rất kỳ lạ. Bên trong cô ấy vừa có sự dịu dàng của một nàng công chúa, vừa có tính cách kiêu ngạo của một bạo chúa. Gia thế của cô công chúa thuộc hàng khủng khiếp, thậm chí tài sản sở hữu của gia đình cô ấy còn nhiều hơn vốn của quốc gia. Khi còn nhỏ, Serpico được Farnet cứu khỏi một vụ bắt nạt và được cô ấy đem về làm người hầu phục vụ riêng cho chính mình. Bình thường cô công chúa rất hiền lành nữ tính, nhưng khi có một sự kiện bất thường diễn ra thì lúc ấy nhân cách bạo chúa sẽ trỗi dậy. Farnet phải chịu những tổn thương tâm lý đó là bởi vì gia đình chưa bao giờ quan tâm đến cô ấy mà chỉ quan tâm đến quyền lực và địa vị. Một ngày nọ, Serpico nhận được tin động trời rằng anh cũng chính là con trai ngoài giá thú của gia tộc Vandemir, nhưng người bố đã yêu cầu anh ấy giữ bí mật về chuyện này để tránh những tranh chấp địa vị không đáng có. Thời gian cứ thế trôi qua, bố của Farnet nói rằng đã tìm được vị hôn phu phù hợp cho cô ấy. Tất nhiên cô công chúa chẳng có quyền quyết định nên đã âm thầm kêu Serpico bỏ trốn cùng với mình. Anh chàng mất hí ngay lập tức từ chối yêu cầu của chủ nhân bởi vì anh ấy biết hai người họ thực chất là anh em cùng cha các mẹ với nhau. Dù có cố gắng cách mấy thì họ sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực. Cuộc hôn nhân của Farnet bị hủy bỏ không lâu sau đó vì cô ấy bỗng nhiên nổi điên lên phóng hỏa toàn bộ dinh thự. Cuối cùng, cô công chúa quyết định trở thành chỉ huy của xích sắt hiệp sĩ đoàn, tham gia vào công cuộc săn tìm dị giáo và đạt được một số thành tựu đáng kể. Cho đến một hôm, Serpico phát hiện mẹ của mình trở thành nạn nhân trên cọc. Để tránh bị hội đồng nghi ngờ là đồng phạm, Farnet đã ra lệnh cho anh ấy tự tay châm lửa thiêu đốt đấng sinh thành. Và rồi từ đó, hai con người tổn thương luôn nương tựa vào nhau để sống sót trong cái thế giới đầy sự thối nát. Quay trở lại với Kurt, vì quá bất cẩn trong lúc chiến đấu với lũ quỷ nên anh ấy đã bị bọn chúng lôi cơn tức giận đầy tiêu cực thể hiện ra bên ngoài rồi vô tình làm hại đến Skatka. Dù lấy lại được lý trí nhưng khoảnh khắc đáng sợ đó làm cho cô người yêu trở nên dè chừng với Kurt hơn. Trên đường đi, Hắc Kiếm Sĩ gặp lại Isidoro, Farnet và Serpico đi cùng với nhau. Ngạc nhiên hơn hết, cô công chúa kiêu ngạo lại phủ bỏ hết mọi danh dự để quỳ xuống cầu xin Kurt cho phép cô ấy đồng hành với anh ta. Tập 3. Rufus cưỡi trên lưng con bạch mã, một mình một ngựa tiến thẳng vào lòng địch và giết hết chỉ huy của bọn Kusan chỉ với một nhát kiếm. Hoảng loạn vì sự bất ngờ ấy, cấp dưới của tên chỉ huy ra lệnh cho cung thủ bắn về phía Bạch Ưng, nhưng bằng cách nào đó những mũi tên đều đã đi trượt mục tiêu. Tiếp đến, do xuất hiện biến đám lính của Kusan từng người một thành sinh tố không tương tiếc. Không chỉ có vậy, Rokos, kỳ sĩ ánh sáng trăng, rất nổi tiếng trên chiến trường đã tìm đến Bạch Ưng để xin phục vụ dưới trướng của anh ta. Các chiến binh mạnh mẽ nhất trên thế giới thông qua điềm báo đã quy tụ hết về một nơi để tìm một chỗ đứng trong vương quốc mà Rufus sẽ cai trị. Toàn bộ binh lính của San trong thành Windhelm ngày hôm ấy bị quét sạch, không còn một móng chỉ với sức mạnh của 4 người. Farnet rất nghiêm túc khi cô ấy nói rằng muốn đồng hành cùng với God. Để chứng minh bản thân sẽ quyết tâm cải tà quy chính, cô công chúa đã tự tay cắt đi mái tóc của chính mình. Càng bất ngờ hơn khi mà Hắc Kiếm Sĩ lại dễ dàng đồng ý cho Farnet và Serpico đi cùng, miễn là họ không làm cản trở anh ấy đi trên con đường của bản thân. Buck nhận ra không chỉ có cô công chúa thay đổi mà ngay cả Gert cũng thay đổi rất nhiều. Nếu anh ấy vẫn là con người của ngày trước thì chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vừa rồi. Kể từ khi chiếm lại được Windhelm, quân của Rufus tiếp tục bành trướng uy quyền bằng cách là nghiền nát Kusan trên mọi chiến trường với danh nghĩa là Lữ đoàn Diều Hâu. Tuy vậy, Lữ đoàn Diều Hâu hiện giờ rất khác biệt so với lúc trước. Dưới trướng Bạch Ưng không chỉ có những chiến binh là con người bình thường mà anh ta còn sở hữu cho riêng mình một cánh quân bao gồm những con quái vật ghê tởm. Đội trưởng chỉ huy đoàn ác quỷ có tên là Brunbell, người từng chiến đấu anh dũng với quân Thror cách đây một thập kỷ chỉ với lực lượng 3.000 binh lính. Gã ta còn được người đời gọi với biệt danh là Hỏa Long. Bên cạnh những chỉ huy xuất sắc phục vụ dưới trướng, Rufus còn có một quân sư đáng tin cậy là Sonia. Dẫu chỉ là một cô gái bình thường nhưng cô ấy được ban cho năng lực tiên tri có thể nhìn thấy trước tương lai và đọc suy nghĩ của người khác. Tận mắt nhìn thấy uy lực của Bạch Ưng, thân thể của lãnh chúa Mer Wolflum đã tự động quỳ xuống và trao cho anh ta hết tất cả quyền lực bản thân đang nắm giữ. Tập 4. Từ lúc gia nhập nhóm chung với Hắc Kiếm Sĩ, tính tình của Farnet chuyển biến rất nhiều nhưng là thay đổi về mặt tích cực. Cô ấy không còn cư xử kiêu ngạo như hồi còn là chỉ huy của xích sắt hiệp sĩ đoàn, ngược lại tỏ ra rất nhẹ nhàng và có trách nhiệm. Trên đường đi đến cảng Britannia, nhóm của Kurt gặp được một lão già chăn cù và được ông ấy cho biết hiện tại ở khu vực đó là vùng chiến địa vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, trước lúc đến được cảng biển, họ cần phải tránh xa những con đường mòn vì đó là nơi sinh sống của lũ Chor ăn thịt người. Trong khoảng thời gian, Gus và Serpico đi lấy củi thì Farnet và Katka bất ngờ bị một tên Chor bắt giữ.
Nếu không nhờ có phù thủy bí ẩn xuất hiện và tạo ra kết giới ma thuật, có lẽ bọn họ đã trở thành món chính trong thực đơn của bọn quỷ lùn hôm nay. Cú nhóc phù thủy nhanh chóng ẩn mình đi khi thấy hắc kiếm sĩ quay trở về. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường và gặp được một lão già tội nghiệp bị thương nằm giữa khu rừng. Ông ấy tự giới thiệu mình tên là Morgan, đến từ làng Azanok. Ngôi làng đang phải hứng chịu những cuộc tấn công đầy dữ dội của bọn Joe nên ông ấy mới quyết định cùng 5 người khác tiến vào rừng sâu tìm sự giúp đỡ của phù thủy. Trên đường đi, họ bị lũ quỷ lùn tấn công và chỉ còn duy nhất một mình Morgan sống sót. Đang mải mê trò chuyện thì cả nhóm bị đưa đến một thảo nguyên xanh rộng lớn, nơi có một ngôi nhà rất kỳ lạ nằm ở giữa lúc nào không hay. Một đám golem bằng đá bỗng dưng xuất hiện và lao đến tấn công nhóm của Gert cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng bảo tất cả bọn chúng dừng lại. Đó là giọng nói truyền lệnh của bậc thầy phù thủy đang trú ẩn bên trong căn nhà giữa thảo nguyên. Cô phù thủy nhỏ cứu mạng Fana và Katka trong khu rừng là đồ đệ chân truyền của bậc thầy phù thủy. Flora có khuôn mặt rất hiền từ và nhân hậu, nhưng kiến thức về thế giới của bà ấy là vô cùng uyên bác. Thậm chí, bậc thầy còn biết Katka và Gert là người của lữ đoàn diều hâu và là vật hiến tế của đêm nhật thực. Tập 5. Flora tiết lộ lũ Troll là cư dân của vùng đất linh hồn. Việc chúng xuất hiện ở thế giới con người là vô cùng hiếm. Bà ấy cũng không thể giúp gì cho ông Morgan, tuy nhiên sẽ cử đồ đệ của mình là Shear đi thay. Cái tên này tôi cũng chả biết đọc sao nữa, tôi đọc đại là Shear nha mọi người. Để trả ơn việc trông coi của bé phù thủy thật sự, bất tay sẽ dùng pháp thuật làm suy yếu ấn tích trên người Kurt và Katka để nó không thu hút đến nhiều ác quỷ như lúc trước nữa. Đối với hắc kiếm sĩ mà nói, điều này sẽ giúp ích anh ta rất nhiều trong chặng đường sắp tới. Flora cho biết vùng đất linh hồn chính là kiếp sau của con người và nhờ ấn tích nên Gert mới có thể nhìn thấy các thực thể vô hình mà đôi mắt của người trần tục không thể nào chứng kiến được. Tinh linh cũng là cư dân của vùng đất linh hồn. Trong quá khứ, sự tồn tại của tinh linh được chấp nhận rộng rãi nên ai cũng thấy được họ. Hiện tại, việc quan điểm thế giới độc thần của thánh địa đã lan rộng khắp mọi nơi nên số người nhìn thấy tinh linh dần ít đi. Sâu bên trong vùng đất linh hồn có tồn tại những thực thể vô cùng lớn. Họ được gọi là thiên thần hoặc ác quỷ, còn ở xã hội đa thần thì những thực thể đó được ca tụng là chúa. Tối hôm ấy, Gert hỏi bậc thầy phù thủy bọn người tự xưng bàn tay của chúa thực chất là ai mà dám mạnh miệng nói rằng sẽ thay đổi cả thế giới. Nhưng dù có kiến thức rất uyên thâm, Flora vẫn chưa một lần biết được những bí ẩn không có lời giải đáp đó. Shea cho rằng hắc kiếm sĩ là một kẻ ngu ngốc khi lúc nào cũng thách thức những thực thể ngoài tầm với của con người. Bậc thầy nghe thấy liền can thiệp và giải thích cho cô bé hiểu rằng Kurt là người đầu tiên chống lại số phận sắp đặt sẵn mà vẫn sống sót. Rất có thể anh ấy chính là định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô phù thủy nhỏ. Vì chuyến đi sắp tới phải chạm mặt với nhiều thế lực siêu nhiên nên Shea đã tặng cho nhóm của hắc kiếm sĩ vài trang bị pháp thuật rất xịn sò. Sobiko nhận được thanh kiếm và chiếc áo choàng sử dụng sức mạnh của nguyên tố không khí, còn Isidoro là chiếc dao găm điều khiển nguyên tố lửa. Katka và Fennec sở hữu chiếc áo bạc được làm phép để bảo vệ bọn họ an toàn khỏi đòn tấn công của lũ Troll. Gert cũng được tặng một cây rìu pháp thuật, nhưng từ khi biết cầm vũ khí anh ấy chỉ tin tưởng vào thanh kiếm to lớn của mình. Mọi thứ đã sẵn sàng, bến đỗ tiếp theo của nhóm hắc kiếm sĩ sẽ là làng Enoch, nơi bọn Troll đang hoành hành bá đạo. Liệu sức mạnh của bọn họ có đủ để đánh bại các cư dân đến từ vùng đất linh hồn hay không? Chúng ta cùng chiến tiếp tập tiếp theo ha. Tập 6. Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ chút nào khi mà không có ai trong làng ở nói tin tưởng về sức mạnh của phù thủy. Thậm chí, tên mục sư còn mạnh miệng cho rằng nhóm của hắc kiếm sĩ chỉ là một đoàn kịch do Morgan thuê đến để trấn an lòng dân. Mặc kệ những lời nói ác ý, Shea vẫn lựa chọn giúp đỡ dân làng theo lời dặn của bậc thầy. Đầu tiên, cô bé bảo mọi người trong nhóm cột tóc của mình vào ngón tay để sử dụng thần giao cách cảm, giao tiếp thông qua tâm trí. Cảm thấy bản thân thua kém Shea rất nhiều, Isidoro tỏ ra rất bất mãn vì từ lúc gia nhập nhóm cậu ấy vẫn chưa làm được gì ra hồn cả. Trong lúc đi hóng mát, cậu nhóc Malan vô tình gặp lại Morgan và được ông ấy kể cho nghe về quá khứ của mình. Morgan nói rằng khi còn nhỏ, ông có những ước mơ như bao chàng trai khác là khám phá thế giới. Cho tới khi mẹ phát bệnh, ông gác lại mọi đam mê, bỏ ra nhiều ngày liền đi vào khu rừng tìm kiếm phù thủy để chữa bệnh cho đấng sinh thành. Kể từ đó trở đi, Morgan luôn ở cạnh bên gia đình cho tới lúc già nua như bây giờ và ông ấy thú thật rằng giấc mơ của mình đã thành sự thật khi nhìn thấy được một phù thủy bằng da bằng thịt lại còn được bà ấy giúp đỡ đến 2 lần. Câu chuyện đó chẳng làm tâm trạng của Isidoro khá hơn chút nào, nhưng có thể nói nó đã phần nào hâm nóng ước mơ cậu nhóc muốn theo đuổi. Quay trở lại với Shea, cô bé đã tìm ra nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong làng, nhưng để họ tin tưởng lại là một việc khác. Cô phù thủy nhỏ cho biết đã rất lâu rồi từng có một ngôi đền dẫn dắt linh hồn của vùng đất nằm ở đây. Để dập tắt các linh hồn, thánh địa cho xây rất nhiều nhà thờ và đó chẳng khác gì một công cụ để chứng minh quyền lực của họ trên thế giới. Từ khi nhà thờ xuất hiện, mọi người dần lãng quên đi những thực thể đã từng giúp đỡ họ trong cuộc sống, bao gồm luôn cả phù thủy. Nếu không vì bậc thầy mở lời, có lẽ Shea đã để cho những con người vô ơn kia tự chịu số phận mà họ đã gây nên. Tiếng tù từ tháp quan sát vang lên cảnh báo về việc lũ Troll lại tấn công về phía ngôi làng.
Với vũ khí ma thuật được ban tặng, Sorico dễ dàng làm chủ nguyên tố không khí hạ gục hết tên quỷ lùng này đến tên quỷ lùng khác mà không tốn quá nhiều sức lực. Kết càng làm cho dân làng thêm kinh ngạc khi vung thanh kiếm to lớn chặt lũ trồn như thú vui tiêu khiển. Để chắc chắn hơn, Sir liền thông báo cho mọi người cô bé sẽ tạo nên một tấm khiên bảo hộ pháp thuật bao quanh nhà thờ. Không để mọi người phải thất vọng, cô phù thủy nhỏ đã thành công triệu hồi được 4 vị vua linh thiêng là không khí, đất, lửa và nước, sử dụng sức mạnh tạo ra một tấm khiên vô cùng mạnh mẽ bảo vệ cho toàn bộ người dân bên trong nhà thờ. Tập 4, Sir cho biết 4 vị vua linh thiêng chính là 4 vị thần hộ mệnh trong thánh thư của thánh địa. Dù cách thể hiện có khác nhau nhưng bọn họ đều là một. Chính vì người của thánh địa chưa thực sự tin tưởng vào những gì họ cầu nguyện nên mới không thể nào dùng sức mạnh phép thuật như phù thủy. Lũ trôn thôi là vẫn chưa đủ khốn khổ với làng Enos, một thực thể khổng lồ khác được gọi là ông kẻ xuất hiện. Nó to lớn hơn bọn quỷ lùng gấp hàng chục lần và có sức mạnh lẫn trí thông minh vượt trội hơn rất nhiều. Kết giới pháp thuật của Sir chỉ có thể chặn đứng phần linh hồn của ông kẻ nhưng không thể nào chặn những thực thể vật lý mà nó ném vào bên trong nhà thờ. Hết lần này tới lần khác, God khiến cho dân làng phải ngạc nhiên tột độ. Anh ấy chẳng hề run sợ chứ ông kẻ ngược lại còn dễ dàng áp chế nó. Ngay cả cô nhóc phù thủy tập sự cũng không thể hết ngỡ ngàng khi nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt tiến xa đến mức đó. Ông kẻ thôi, đã đành, lần này còn có thêm một con chó Kerry tham gia vào bữa tiệc. Theo Sir, nó là một linh hồn tầm trung, có sức mạnh điều khiển nguyên tố nước mà không cần có ý thức. Hơn hết nữa, ở trong thời tiết ẩm ướt thì không ai biết được con chó này có thể làm được những gì. Nhận thấy hắc kiếm sĩ gặp khó khăn trong việc chiến đấu với linh hồn phép thuật, Sorico liền quyết định lao xuống để trợ giúp anh ấy. Nhờ có anh chàng mắt hiếp đánh lạc hướng Kerry, Kurt đã thoải mái hơn trong việc chiến đấu với ông kẻ. Tôi thở tay, sức mạnh của nguyên tố không khí chẳng giúp ích được cho Sorico, ngược lại anh ấy còn phải nhận một đòn tấn công khá đau từ con quái vật nước. Đoán trước được tình huống này, Sir đã kết nối với linh hồn thủy thần từng bảo hộ ngôi làng và mượn sức mạnh của bà ta. Sức mạnh của công chúa vượt sâu, vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Chỉ trong thoáng chốc, bà ta đã tạo ra một cơn lũ quét sạch toàn bộ linh hồn ô uế ra khỏi ngôi làng không để lại bất cứ thứ gì. Do linh hồn của Indian quá mạnh nên Sir đang dần đánh mất bản thân của mình. Nếu không nhanh chóng tìm cách đưa cô bé trở lại thì đừng nói đến lũ trôn mà cả ngôi làng cùng người dân sẽ bị cuốn đi hết. Ivarella, tinh linh bảo hộ của Sir, gợi ý cho Fenner biết chỉ cần dùng gậy pháp thuật gõ theo nhịp là sẽ có thể dẫn dắt linh hồn của cô bé trở về thân xác. Tuy nhiên, trong lúc đưa Sir trở về, Katka và Fanet đã bị cơn chấn động làm cho rơi xuống dòng nước lũ rồi bị nó cuốn đi mất. Biết cô bé phù thủy tập sự sẽ tự trách bản thân mình, nên Kurt đã an ủi và nói rằng đó không phải là lỗi của cô ấy. Nhờ sự động viên tinh thần đó, Sir thông qua thiên lý truyền âm cảm nhận được hai cô gái của nhóm tạm thời vẫn bình an vô sự. Dân làng Arnold rất cảm kích vì sự giúp đỡ đến từ nhóm của Kurt. Càng đáng mừng hơn nữa khi mọi người bao gồm luôn cả gã mục sư đã có một cái nhìn khác về phù thủy và thế giới linh hồn. Isidoro tự cho rằng bản thân rất vô dụng vì chẳng giúp ích được gì cho dân làng, nhưng Morgan thì không thấy vậy. Ông ấy tin tưởng sau này cậu nhóc Malan sẽ trở thành một chiến binh giỏi và còn tặng cho cậu ấy một thanh kiếm phù hợp với kích cỡ của bản thân. Sorico vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên sẽ tạm nghỉ tại nhà thờ một thời gian. Trong lúc đó, Kurt và những người còn lại sẽ tiến thẳng đến hang ổ của lũ trôn để giải cứu cho Fanet và Katka. Tập 8. Sierra, họ đang tiến sâu vào vùng đất không gian, hay còn gọi là Wilford, lãnh thổ bóng tối. Thông thường, vùng đất không gian sẽ không thể giao với thực tại đến mức này. Điều đó có nghĩa là nơi đây đang tồn tại một thế lực rất mạnh mẽ. Fanet tỉnh dậy và hoảng sợ khi thấy mình đang ở giữa hang ổ của bọn Troll. Mỗi khi cô công chúa sẽ tìm một nơi an toàn để lẩn trốn, nhưng hiện tại vì muốn bảo vệ cho Katka, cô ấy đã lấy hết sự can đảm trong người ra để chống trả lại bọn chúng. Do còn rất nhiều dân làng Arnold bị bọn quỷ lùng bắt giữ nên God quyết định là sẽ đơn thương độc mã chiến đấu với kẻ địch nhằm câu kéo thời gian để cho Sir đưa mọi người thoát khỏi vùng đất không gian an toàn. Số lượng của Troll ở lãnh thổ bóng tối dường như vô hạn. Mặc cho hắc kiếm sĩ có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ phải đến lúc cạn kiệt thể lực và trở thành bao cát để bọn quỷ lùng thoải mái đánh đập. Được tạo nên từ đống nội tạng của lũ Troll, một trong những thiên sứ được gọi là bàn tay của chúa xuất hiện. Chỉ với vài câu nói, ả ta đã có thể khống chế được sức mạnh tựa như con thú dữ của Kurt rất dễ dàng. Kỵ sĩ đầu lâu bỗng nhiên có mặt để trợ giúp cho hắc kiếm sĩ như mọi lần. Ông ấy gọi tên thiên sứ ấy là Slay, công chúa điếm của vùng biển Zutarin. Có được sự trợ giúp vô cùng tin cậy, God nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của Slay và thành công xoay chuyển tinh tế từ bại thành thắng. Trước khi tan biến, ả ta nói rằng một ngày nào đó sẽ trở lại để độc chiếm hắc kiếm sĩ cho riêng bản thân mình. Cùng lúc ở bên ngoài cửa hang, Slay đã hợp thể với linh hồn của đất. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó, cả hang động rồi sẽ sớm sụp đổ và không còn bất kỳ lối thoát nào. Để di chuyển xuyên không gian, kỵ sĩ đầu lâu lấy ra thanh kiếm khởi động mà ông ta định dùng để chiến đấu với bọn tông đồ. Nhờ vậy mà Kurt mới có thể đến được cửa hang bình an trước khi mọi thứ sụp đổ và chôn vùi anh ấy ở bên trong. Tập 9. Một bí mật khác lại được hé lộ. Kỵ sĩ đầu lâu chính là người bạn rất thân của bậc thầy phù thủy.
Hai người họ đã cùng nhau sống hết thời đại này qua đến thời đại khác để chờ đợi những con người có thể thay đổi được định mệnh xuất hiện. Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ làng Arnor, nhóm của Hắc Kiếm Sĩ bắt đầu khởi hành về ngôi nhà phù thủy để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo. Nhưng có vẻ như là vết thương trên ngực của Gert đang chuyển biến theo hướng cực kỳ tồi tệ. Xe cho hay vết thương vật lý thì đã bình phục, tuy vậy vết thương không gian thì vẫn còn hiện hữu rất rõ rệt. Nếu không mau chóng chữa trị, e rằng vết thương vật lý sẽ mở miệng và khiến mạng sống của Hắc Kiếm Sĩ bị đe dọa. Lúc khi nhóm tiến gần đến căn nhà phù thủy thì ấn tích của Gert và Katka đã trở nên đau nhói. Điều đó chứng tỏ có những điều tồi tệ hơn cả lũ troll đang chờ đợi họ ở phía trước. Quả nhiên mọi việc xảy ra như tiên liệu. Căn nhà của bậc thầy phù thủy bị bốc cháy rất dữ dội hơn hết nữa. Kẻ tấn công nơi này lại chính là lũ tông đồ dưới trướng hội bàn tay của chúa. Hiện giờ căn nhà phù thủy tạm thời vẫn có thể chống chịu được sự tàn phá của đám ác quỷ nhờ vào sức mạnh của kỵ sĩ đầu lâu. Lợi thế đó không kéo dài được bao lâu khi hai chiến binh đáng gờm là Zor và Gunbel đã xuất hiện. Từ bên trong ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bậc thầy Flora bảo môn đệ của mình là hãy lấy bộ giáp đang cất giữ trong kho trao cho Hắc Kiếm Sĩ. Chỉ cần mặc trên người bộ giáp đó thì sức mạnh của anh ấy sẽ được tiến hóa lên một tầm cao mới. Không có giáp bảo vệ cộng thêm việc cơ thể bị trọng thương nặng nề, Gert hoàn toàn không phải là đối thủ của Robert. Được các Golem câu kéo đôi chút thời gian, Hắc Kiếm Sĩ đã kịp thời đến được kho chứa đồ trước khi bị hỏa long nghiền nát. Như lời nói của Flora, mang trên mình bộ giáp Berserker, kỹ năng chiến đấu của Gert rất khác biệt so với trước đây. Sự phẫn nộ bên trong bộ chiến giáp đã thúc đẩy tốc độ, sức mạnh lẫn kỹ năng chiến đấu của anh ấy lên đến mức cực hạn. Tập 10. Vì tập 10 chủ yếu là tóm tắt lại các tập trước nên mình sẽ bỏ qua tập này để không làm đứt mạch hấp dẫn của bộ phim, cùng đến với tập 11 thôi nè. Tập 11. Bị khí tức bên trong bộ giáp Berserker nuốt chửng, hình dạng của Gert cũng đã biến đổi theo nó, nhưng sức mạnh hiện giờ của anh ấy mà nói Rumble còn chẳng đáng để làm con tốt lót được. Những nhát chém nhanh nhẹn đầy uy lực của Hắc Kiếm Sĩ có thể dễ dàng đập vỡ chiếc khiên của Hỏa Long thành từng mảnh vụn. Sức công phá từ khẩu pháo trên cánh tay giả cũng đã được gia tăng lên gấp nhiều lần. Sir cho biết nếu Gert chiến đấu lâu dài bên trong bộ giáp thì mạng sống của anh ấy sẽ bị đe dọa. Công dụng của Berserker không chỉ giúp người sử dụng tăng sức mạnh, mà nó còn làm quên đi hết tất cả đau đớn và sợ hãi chủ thể phải nhận. Nhận thức được trình độ không còn ăn thua gì so với Gert, Rumble liền hóa thân thành hình dạng của tông đồ là một con rồng to lớn. Nhưng đối thủ càng mạnh mẽ thì sự hưng phấn khi chiến đấu của Hắc Kiếm Sĩ càng tăng lên bấy nhiêu phần. Lo sợ Gert bị nuốt chửng, Sir quyết liều đánh một phen đi sâu vào bên trong tâm trí của Hắc Kiếm Sĩ để mang anh ấy trở lại chính mình. Bên trong những mảnh vỡ ký ức của Gert, cô phù thủy thật sự nhìn thấy sự hiện diện của một con quái vật vô cùng khát máu. Nếu tỏ ra khinh suất dù chỉ là một khoảnh khắc, cô ấy sẽ ngay lập tức bị nó ăn tươi nuốt sống. Những lời dạy của bậc thầy Flora đã soi sáng cho Sir tìm đến tâm thức của Hắc Kiếm Sĩ. Phải khó khăn lắm cô bé mới có thể xóa tan đi lòng thù hận của Gert và mang anh ấy trở về với thực tại. Tiếng chuông định mệnh vang lên cũng là thời điểm bậc thầy phù thủy thiêu cháy năng lượng sinh mệnh cuối cùng để bảo vệ cho lớp trẻ đầy hy vọng. Flora tạo ra một ngọn lửa vô cùng lớn mạnh chặn đường và không cho bất cứ tên tông đồ nào có cơ hội đuổi theo nhóm của Gert. Qua một khoảng thời gian chạy tụt quần, cả nhóm đã đổ bộ đến bờ biển của lục địa. Đó là thời khắc yên bình ngắn ngủi Hắc Kiếm Sĩ có được kể từ khi đêm định mệnh diễn ra, và cũng là lần đầu tiên anh thấy được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Kaska sau biết bao nhiêu năm chờ đợi. Tập 12. Fauna làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên khi đề nghị Sir trở thành sư phụ dạy pháp thuật cho cô ấy. Người bất ngờ nhất có lẽ là Sawiko, bởi vì cô công chúa từng là người đặt hết lòng tin vào chúa, hơn hết nữa còn rất ghét phù thủy. Được nhìn thấy sự tuyệt vời của Sir và bậc thầy Flora, thế giới quan của Fauna giờ đây đã rộng mở hơn. Bắt đầu học pháp thuật ở độ tuổi của cô công chúa là cực kỳ khó, nhưng Sir cho hay chỉ cần có lòng quyết tâm thì việc gì cũng có thể thành sự thật. Cô bé phù thủy tập sự vẫn còn rất buồn sau sự ra đi của bậc thầy, dù biết rằng đó là định mệnh Flora phải chấp nhận. Người trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Gert đã giúp Sir sốc lại tinh thần bằng những lời lẽ rất ngọt ngào và dễ chịu. Kỵ sĩ đầu lâu đột nhiên có mặt ở bờ biển. Ông ấy nói rằng nếu Hắc Kiếm Sĩ cứ tiếp tục chiến đấu với bộ giáp Berserker thì tương lai của anh ấy sẽ trở thành một kẻ bất tử, không có cảm xúc giống với ông ta. Gert rất biết ơn vì những lời nhắc nhở đó, nhưng anh ấy tin tưởng rằng nếu bản thân bị mất kiểm soát, thì bên cạnh vẫn còn có một cô phù thủy nhỏ rất đáng tin cậy. Kỵ sĩ đầu lâu còn tiết lộ thêm những tông đồ được cử đến giết bậc thầy Flora đều là do Griffith cử đến. Lý do Bạch Ân làm như vậy là bởi vì trên thế giới chỉ còn lại những phù thủy mới có khả năng lật đổ giấc mơ thống trị của hắn ta. Trước khi rời đi, kỵ sĩ đầu lâu đã để lại một thông tin vô cùng giá trị với Hắc Kiếm Sĩ. Vua tinh linh Hanafubuku, vị vua được ca ngợi là một huyền thoại có khả năng và sức mạnh để giúp Katka lấy lại toàn bộ tâm trí. Tối đó khi đang nghỉ ngơi thì cả nhóm cảm nhận được có kẻ địch mai phục. Bọn chúng không giống với tông đồ và là một thực thể được tạo ra bằng cách đưa linh hồn người chết vào xác của động vật.
kết. Ngay lập tức lao ra giao đấu với bọn chúng, nhưng anh ấy buộc phải giữ bình tĩnh bởi chỉ cần mất tập trung chút ít là bộ giáp Berserker sẽ lợi dụng cơ hội đó để chiếm lấy chủ thể. Qua thuật quan sát từ xa, Sui phát hiện kẻ điều khiển những con quái vật nửa thú nửa người là các pháp sư của Kusan. Sabiko không mất quá nhiều thời giờ để tiêu diệt hết bọn chúng bằng thanh kiếm pháp thuật, tuy nhiên hiểm họa vẫn chưa dừng lại hoàn toàn. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện buộc kết phải sử dụng đến sức mạnh của Berserker. Như lần trước, Sia lại đưa hắc kiếm sĩ quay trở về nguyên trạng và nói rằng nếu anh ấy cứ mãi giấu giếm bí mật trong lòng thì sẽ có ngày bị bộ giáp nuốt chửng mãi mãi. Tập 13. Để đến vùng đất của vua tinh linh, nhóm của God phải di chuyển qua vùng đất của thánh địa một thời gian. Do là nơi tôn thờ tín ngưỡng nên việc Sia mặc trên mình bộ đồ phù thủy sẽ gây ra sự chú ý của người dân nơi đây, thậm chí có thể khiến cho cô bé bị triều đình kết tội là dị giáo. Isidoro vì không muốn gặp phiền phức đã vô tình khiến chiếc mũ của cô phù thủy tập sự bị chiếc xe ngựa cán qua. Điều này làm cho cô bé rất buồn bởi đó chính là món đồ vật cuối cùng còn mang ký ức về bậc thầy Flora. Trong lúc lang thang, Sia nhìn thấy rất nhiều linh hồn đau khổ vất vưởng trong thành. Qua thông tin của bọn lính canh, cô phù thủy tập sự nhận ra linh hồn đó là của những binh lính Kusan bị bắt làm nô lệ. Không thể giúp gì cho những linh hồn đau khổ, Sia tìm đến bến tàu để gặm nhấm nỗi cô đơn và tình cờ gặp được Sonia ở đây. Cô gái tiên tri kể cho nàng phù thủy tập sự biết tường tận về quá trình cô ấy gặp được vị cứu tinh Bạch Ân thông qua một câu chuyện rất dễ thương. Sonia muốn kết bạn với Sia bởi vì cảm thấy hai người có những điểm rất giống nhau mặc dù không cùng đi trên một con đường. Đang đến đoạn tình bạn cảm động thì lũ cướp biển xuất hiện làm phá tan bầu không khí ấy. Isidoro có mặt để hỗ trợ cho người đồng đội. Dù khả năng chiến đấu vẫn còn dở tạ nhưng mà nhờ trải qua những lần thập tử nhất sinh, cậu nhóc Malan ở thời điểm này đã thực sự thoát khỏi cái danh Gamer. Đồng đội của Sonia là Muir đã đến. Cả hai cùng phối hợp với nhau đánh bại được tên thuyền trưởng, tuy suýt tí nữa thì bị ông ta tiến về gặp ông bà. Bốn con người bất đắc dĩ tình cờ trở thành bạn bè với nhau. Sau này họ có thể ở hai chiến tuyến đối địch, nhưng hiện tại thì tình cảm ấy chỉ mới vừa chớm nở nên chẳng sao cả. Đêm đó nhóm của hai kiếm sĩ cùng nhau ăn uống vui vẻ ở quán rượu trong thành. Mối quan hệ của họ không giống với lữ đoàn diều hâu, nhưng đối với Gus, anh ấy đã coi họ như những người đồng đội thực sự. Bộ phim đến đây đã kết thúc. Mình không biết khi nào nó ra phần mới vì đến nay cũng đã 6 năm rồi. Nhưng nếu có thì nhóm tụi mình sẽ ngay lập tức cập nhật và làm cho mọi người coi những diễn biến tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi series này và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những series mới lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới.